Minh Cổ Ngô Ngẫu Ích Thích Trí Húc trước. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh giải. Hầu Hán Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan đồng dịch. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh giải. Minh Cổ Ngô Ngẫu Ích Thích Trí Húc trước. Đề kinh bảy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thảy tạng Tu Đa La Đại Tiểu Thừa đều gọi là kinh. Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương, sáu chữ này là biệt danh, vì khác với tên các kinh. Trong biệt danh này, Phật là người năng thuyết, Tứ Thập Nhị Chương là pháp sở thuyết. Phật là phạn ngữ, gọi đủ là Phật Đà, dịch là giác giả, có nghĩa từ giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Từ giác không đồng phàm phu, giác tha không đồng nhị thừa, giác hạnh không đồng Bồ Tát. Đó là bậc vạn đức từ tôn Thích Ca Như Lai, giáo chủ Ta Bà thế giới. Thuyết là nói chỗ hoài mong. Phật lấy độ sinh làm hoài bảo, cơ duyên chưa tới, mặc nhiên chờ thời, cơ duyên chín mùi, tùy bệnh cho thuốc. Tứ Thập Nhị Chương theo số lập tên, vì trong một đời thuyết giáo, lựa ra những điều thiết yếu nhất, đơn giản rõ ràng nhất, tập hợp thành một cuốn để hợp với cơ nghi cõi này. Cho nên văn lược nghĩa quảng gồm thông cả tứ giáo, không thể tự quyết cho là tiểu thừa được. Hầu Hán Ca Diếp Ma Đằng Trúc Pháp Lan đồng dịch. Hầu Hán tức Đông Hán, đối Tiền Hán mà nói hầu. Hiếu Minh Hoàng Đế năm Vĩnh Bình thứ ba Canh Thân, nhà vua bỗng thấy người vàng nơi cổ chiếu ánh sáng, bay xuống cung đình. Vua hỏi quần thần, Quán Thái Sử Phó Nghị tâu rằng: Thời nghe Tây Dực có vị thánh nhân hiệu là Phật, giấc mộng của bệ hạ chính là vị này. Bác sĩ Dương Tôn cũng tâu, căn cứ theo sách nhà Chu ghi chép các việc là, có nói Phật sinh ngay đời Chu Chiêu Dương năm thứ 26 Canh Vật. Lúc đó nước sông dâng, mặt đất chấn động, ánh sáng năm màu xuyên qua thái dương. Thái sử Tô Do bóc quẻ, được quẻ càng cử ngũ, phi long tại thiên, rồng bay trên trời, là bậc đại thánh nhân ở Tây Vực vậy. 1000 năm sau, lời dạy của người sẽ tràn khắp cõi này. Nhà vua liền sai khắc trên bia đá, chôn ở phía nam ngoài thành. Sau đến đời Chu Mục Dương, trời đất chấn động, có 12 đạo cầu vồng trắng thấu tới mặt trời, quá cả trời xanh. Thái sử Hổ Đa bốc quẻ nói rằng đó là điềm bậc đại thánh ở phương Tây nhập diệt. Vua Minh Đế vào năm thứ 7 Giáp Tý sai Quan Lang Trung Thái Âm, Trung Lang Tướng Tân Cảnh, bác sĩ Dương Tôn cả thảy 18 người qua phương Tây tìm Phật pháp. Đến xứ Ấn Độ, thỉnh các ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Đăng dùng bạch mã, ngựa trắng chở kinh cùng Xá Lợi và Tường Hòa Phật đến Vĩnh Bình năm thứ 10 Đinh Mão thì tới Lạc Dương. Và vua vui mừng xây chùa Bạch Mã, dịch kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đến ngày 1 tháng Giêng năm thứ 14, bộ đạo sĩ Chữ Thiện Tín ở Ngũ Giạc không hài lòng dân biểu xin thi tài, nên đến ngày rằm dân tập ở cửa nam chùa Bạch Mã. Bọn Tín lấy linh bảo các kinh để trên đàn phía đông, nhà vua lấy kinh Tượng Xá Lợi để trên thất bảo hành điện ở phía tây. Bọn Tín nhiễu quanh đàn khóc lóc cầu thỉnh Thiên Tôn lời lẽ vô cùng cẩn thiết, rồi dùng gỗ chiên đàn đốt kinh, mong cầu kinh không tổn hại, nào dè cháy sạch. Ban đầu còn dùng các thuật thăng thiên, vào lửa qua nước ẩn hình đều không linh nghiệm. Còn Xá Lợi Phật năm màu chiếu sáng bay lên tận không trung, xoay tròn như che trùm khắp cả đại chúng, ánh sáng che cả mặt nhật. Ma Đằng dùng thần túc thông bay đứng nằm ngồi trong hư không, thuần quá tự tại. Trời mưa qua báo cùng trỗi nhạc, bấy giờ chúng đều hoan hỷ được điều chưa từng có. Đó là thổi đầu Phật pháp vào Chấn Đáng, Trung Quốc. Ma Diếp Ca Đằng và Trúc Pháp Lan đều là người miền Trung Ấn, tên của hai ngài đều không thấy dịch. Còn nói dịch vì dùng chữ Phạn chuyển thành chữ Hoa để người xứ này hiểu được ý nghĩa. Thế Tôn thành đạo rồi liền suy nghĩ như vậy, lìa dục được tịnh tỉnh là điều hơn cả để trụ nơi đại thiền định, hàng phục các ma đạo. Nơi giường Lộc Giả chuyển pháp luân tứ đế độ năm người Kiều Trần Nhân đều chứng đạo quả, lại có tỳ kheo bạch hỏi điều nghi cầu Phật chỉ bày. Thế Tôn dạy bảo
ai nấy khai ngộ, chắp tay kính dâng, tuân theo lời dạy. Thông tự của các kinh đều có 6 loại chứng tính. 1 là pháp thể, pháp nhĩ như thị. 2 là năng văn, người nghe. 3 là cơ cảm, chỉ thời gian. 4 là giáo chủ, người nói. 5 là xứ sở, đời chốn. 6 là đồng văn, người cùng nghe. Đó là phần tôi nghe như vậy một thời Phật tại. Nay thứ lớp văn này có hơi khác thông lệ. Bởi lẽ thuở Phật pháp mới du nhập để thuận theo thể văn ở xứ này, trọng về giảng lược, song hàm ý của 6 nghĩa vẫn gồm đủ. 2 chữ Thế Tôn là nêu vị giáo chủ, 3 chữ thành đạo rồi là nêu cơ cảm, nơi giường lộc giả, tức nêu xứ sở. 5 người kiều trần như, cùng lại có tỳ kheo chỉ cho năng văn và đồng văn. Pháp luân và lời dạy là nêu pháp thể. Đoạn văn trên phân làm 4 phần. Thứ nhất, trọn câu. Thế Tôn thành đạo rồi, trình bày chung nguyên do quá độ. Thứ hai, từ suy nghĩ như vậy đến hàng phục các ma đạo, tiếp trình bày giáo pháp thành đạo. Thứ ba, từ nơi vườn lộc giả đến chứng đạo quả, trình bày riêng sự khởi đầu chuyển pháp luân. Thứ tư, lại có tỳ kheo đến tuân theo lời dạy, mới chính là nói về sự phát khởi của kinh này. Phần đầu Thế Tôn, tức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, là bậc trời của các trời, thánh của các thánh, nơi mọi vật ở thế gian, nơi hết thảy chúng sinh ở thế gian, trong tất cả các vị chính giác ở thế gian, là bậc duy nhất được xưng tôn. Thành đạo, nếu luận Thế Tôn thật sự thành đạo cho đến nay, đã trải qua số kiếp dư di trần trong kinh Pháp Hoa, phẩm thọ lượng đã nói rõ. Nay vì chúng sinh có cơ duyên ở cõi này, nên trong quá khứ thuở con người thọ đến 2000 tuổi, vào thời Phật Ca Diếp, ngài ở trong hàng bổ xứ, xin về nội cung Đâu Xuất, dùng thiên nhãn thanh tịnh quan sát thời tiết quá độ, cho đến khi tuổi thọ chỉ đến 100 năm, cơ duyên đã tới, mới thị hiện giáng sinh ở xứ Ca Duy Vệ, miền Trung Ấn. Cha tên Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia, trong thai 10 tháng, sinh ra từ hông phải của mẹ, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nhìn khắp 4 bể, rảo quanh 7 bước, tự nói: trên trời dưới đất chỉ có ta là bậc được tôn xưng. Sau đó thị hiện làm đồng tử, học hết mọi nghề, không thứ nào không thông triệt. Đến năm 29 tuổi, đi qua 4 cửa thành, thấy các tướng già, bệnh chết và sa môn, nên quyết chí xuất gia. Giữa đêm rời thành, dùng dao vàng cắt tóc, dứt bỏ mọi trang sức, mặc áo gai do thọ thần cúng, du học các xứ. Ban đầu nơi Alam Kalam tập vô sở hữu định, chẳng bao lâu chứng đắc rõ biết không phải cứu cánh, nên bỏ đến Quốc Đầu Lam Tử tập phi tưởng phi phi tưởng xứ định, cũng chẳng bao lâu chứng đắc rõ biết pháp này chưa phải cứu cánh, nên lại bỏ đi. Thấy các ngoại đạo khác lấy hạng tu là 3 năm nỗ lực khổ hạnh mong cầu thành đạo, chung cục chẳng đạt được gì. Vì muốn độ họ, ngài đến Tuyết Sơn thị hiện 6 năm khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, một hạt gạo, xương da liền khích. Cuối cùng đạo không thành nên bỏ khổ hạnh, thọ lãnh bát sữa của một nữ cúng dường, phục hồi sức lực, đến sông Ni Liên tắm gội, dùng cỏ cắt tường do Đế Thích Quá Thành đồng tử cúng thí, ý chỉ như gốc bồ đề nơi tòa Kim Cương xứ Ma Kiệt Đề, trải thành tòa ngồi kiết già, dùng từ tâm tam muội hàng phục ma quân, nhập vào tứ thiền quán sát tứ đế. Đúng đêm mùng 8 tháng chạp, khi sau mai mọc, quát nhiên đại ngộ, chứng đạo vô lậu. Đó là Phật bảo bắt đầu thành tựu nơi thế gian. Phần 2, từ suy nghĩ như vậy trình bày tiếp diễn tiến bên gốc cây bồ đề, dùng vô sư trí, tự nhiên trí quán sát, biết rõ xả dục được tịnh tỉnh là tối thắng, nên trước hết chê bỏ các ác pháp bất thiện của dục giới, rồi giác quán đầy đủ nhập vào sơ thiền. Tiếp lìa giác quán, nội tâm tịnh lặng nhập vào nhị thiền, lại lìa hỷ và chứng diệu lạc nhập vào tam thiền, lại tiếp bỏ cả hai khổ và lạc, xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền. Từ trong tứ thiền phát sinh tam minh, phá lưới ái của ma dương, dứt dây trói kiến chấp của ngoại đạo. Hoặc câu mới thành đạo là căn bản trí, tự chứng bồ đề, còn suy nghĩ như vậy là hậu đắc trí. Nhấn mạnh quán tứ đế, vì đó là căn bản của thuyết pháp. Tịch tỉnh tối thắng tức quán diệt đế, trụ đại thiền định tức quán đạo đế, các ma và ngoại đạo tức hai đế khổ và tập. Phần 3, lộc giả quyển, còn gọi là lộc viên dường nai.
Đại sứ Ba La Nại nơi Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên. Chuyển pháp luân tứ đế khổ tập diệt đạo gọi là tứ đế. Khổ là quả của thế gian, tức chỉ tam giới, lục đạo, sắc tâm, ngũ quẩn. Tập là dân của thế gian, tức chỉ kiến tư phiền não, cùng các nghiệp hữu lậu, thiện ác bất định. Diệt là quả của các xuất thế, bởi nhân diệt nên quả diệt, liền đắc tịch tỉnh, vô vi an lạc. Đạo là nhân của xuất thế, nói tắt là giới định huệ, nói rộng là 37 phẩm, gồm tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo. Bốn pháp này đều gọi là đế, vì chân thật không sai. Lại gọi là tứ thánh đế, vì chỉ có thánh trí, trí huệ của thánh mới chứng biết được. Phật đã chứng được chân lý của tứ đế này, lại chuyển bánh xe pháp, khiến mọi chúng sinh đều được nghe biết. Từ trong hậu đắc trí của Phật tuôn ra pháp âm, rót vào trong tâm khảm chúng sinh, nên gọi là luân, bánh xe. Lại luân có nghĩa là cán nát, vì giáo pháp này chuyên phá các hoặc kiến tư của chúng sinh, nên gọi là luân. Nói pháp luân tứ đế này, phàm có ba cách chuyển. Thứ nhất thì chuyển, chuyển pháp chỉ bày. Nói đây là khổ có tính bức bách, đây là tập có tính chiêu cảm, đây là diệt có tính chứng được khả chứng, đây là đạo có tính tu được. Thứ hai, khuyến chuyển, chuyển pháp khuyến tu. Nói đây là khổ người nên biết, đây là tập người nên đoạn, đây là diệt người nên chứng, đây là đạo người nên tu. Thứ ba, chứng chuyển, chuyển pháp chứng ngộ. Nói đây là khổ ta đã biết, đây là tập ta đã trừ, đây là diệt ta đã chứng, đây là đạo ta đã tu. Đó là pháp bảo lần đầu tiên vận hành trên thế gian. Năm nhóm người kiều trần như: một là A Thấp Bà, dịch là Mã Đằng; hai là Bạc Đề, dịch là Tiểu Hiền; ba là Câu Lợi, hay còn gọi là Ma Ha Nam. Cả ba người này là bên phụ hệ của Phật. Bốn là Kiều Trần Như, dịch là Quả Khí; năm là Thập Lực Ca Diếp, gọi là Bà Phu. Hai người này đều là cầu của Phật. Ban sơ khi Thế Tử trốn thành ra đi, nhà vua thương nhớ khôn nguôi nên sai năm người này đi kiếm. Thế Tử đã thề không chịu về, năm người này không dám về nước nên theo hầu Thế Tử. Khi Thế Tử tu khổ hạnh, có hai người kham khổ không nổi nên bỏ đi. Đến sau Thế Tử thọ bát sữa, ba người thích tu khổ hạnh cũng lại bỏ đi. Nơi vườn Lộc Giả, mỗi người mỗi tu khác đạo. Phật khi thành đạo, quán thấy năm người đáng được độ, đến đến nơi ấy chuyển pháp luân lần đầu. Trần Như ngộ trước, tiếp nói các pháp bố thí, trì giới, sinh thiên. Quả trách dục là thứ bất tịnh, tán thán xuất ly, ra khỏi ba cõi là diệu lạc. A Thấp Bạc Đề được ngộ. Đói lần thứ ba, Ca Diếp và Câu Lợi đắc ngộ, đó là tăng bảo xuất hiện đầu trên thế gian. Phần tư, từ lại có tỳ kheo trở đi. Phật sau khi độ năm vị tỳ kheo này rồi, tiếp độ nhóm ông Gia Xá 55 người, ba anh em Ca Diếp cùng 1.000 người, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên 200 người. Từ đó về sau, độ vô số người kiến thành tỳ kheo tính. Tỳ kheo dịch là trừ cẩn, vì giữ đủ 250 tịnh giới, gánh giác nổi chuyện phúc điền cho người thế, trừ diệt các quả cơ cẩn đối khác trong nhân của chúng sinh. Lại hàm ba nghĩa: một là phá ác, hai là bố ma, ba là khất sĩ. Còn điều nói các chỗ nghi, cầu Phật chỉ bày là nói nên chọn lựa thế nào. Chắp tay biểu thị một dạ nghe pháp, không lười mỏi, không tán loạn. Chú thích tự phần: một, tứ giáo. Thiên Thai Tông chia năm thời giáo pháp từ Hoa Nghiêm đến Pháp Hoa, Niết Bàn, làm Hóa Pháp tứ giáo và Hóa Nghi tứ giáo. Hóa Nghi tứ giáo là phương cách dùng Hóa Pháp để độ chúng. Một, đốn giáo. Đối với hàng có đại căn, đốn căn, liền thuyết các pháp biệt dàm viên giáo nhưng Hoa Nghiêm thời giáo. Hai, tiệm giáo. Đối với hàng tiệm căn, lần lượt thuyết Hóa Pháp tứ giáo như A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã. Ba, mật giáo. Đối với hàng căn cơ, thuyết bí mật pháp, khiến người trong pháp hội do nơi sức bất tư nghị của thân khẩu ý chư Phật tự biết và biết lẫn nhau. Bốn, bất định giáo. Thuyết pháp người trong cùng một hội hiểu sâu cạn khác nhau, tuy nghe cùng một pháp. Hóa Pháp tứ giáo như vị thuốc, Hóa Nghi tứ giáo như toa thuốc.
Hóa pháp tứ giáo này vì là pháp môn lợi lạc cho chúng sinh nên gọi là hóa pháp. Một, tạng giáo là ba tạng kinh, luật, luận, các bộ, các loại thuyết về dân duyên sinh diệt của tứ đế, cốt để giáo hóa hai hàng thanh dân duyên giác và sau đó mới đến hàng Bồ Tát. Hai, thông giáo thuyết tức không vô sinh của tứ chân đế, cả ba thừa đồng học, song chính hiếu cho căn cơ Bồ Tát, sau mới tới căn cơ nhị thừa. Ba, biệt giáo không đồng với nhị thừa, chỉ bày riêng pháp đại thừa vô lượng cho hàng Bồ Tát. Bốn, viên giáo thuyết sự lý viên dung của trung đạo thực tướng cho hàng Bồ Tát lợi căn nhất. Chỗ bất đồng của biệt và viên giáo chỉ ở nơi sự cách lịch và viên dung mà thôi. Hai, vô sư trí, Phật trí huệ, không thầy tự ngộ nên gọi là vô sư trí. Ba, tự nhiên trí, cũng như vô sư trí, Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 nói, tự nhiên trí là trí tự giác, tự chứng của Như Lai, không còn bị ngăn ngại nơi các pháp chưa nghe, chưa biết trước kia. Bốn, giác quán, xưa gọi là giác quán, nay dịch là tâm tư, thô tư gọi là giác, tế tư gọi là quán, cả hai đều gây chứng ngại cho định tâm. Do vậy, tùy nơi có giác quán hay không mà biết được định tâm cạn sâu. Trí Độ Luận quyển 23 nói, giác quán này nhiễu loạn tâm muội, cho nên nói hai muốn này tuy thiện song là giặc của tâm muội, khó xả rời được. Năm, tam minh, nơi Phật gọi là đạt, nơi La Hán gọi là minh, túc mệnh minh, rõ các tướng sinh tử đời trước của tự thân và của người. Thiên nhãn minh, rõ các tướng sinh tử đời sau của tự thân và của người. Lậu tận minh, trí rõ các tướng khổ của đời hiện tại, đoạn hết thảy phiền não. Theo thứ tự, gọi tên là túc trụ trí chứng minh, sinh tử trí chứng minh và lậu tận trí chứng minh. Song trong lục thông cũng có túc mệnh, thiên nhãn và lậu tận thông. Trí Độ Luận quyển 2 nói, túc mệnh, thiên nhãn và lậu tận gọi là tam minh. Hỏi, minh và thần thông khác nhau chỗ nào? Đáp, chỉ biết chuyện đời trước gọi là thông, rõ các hành nghiệp nhân duyên gọi là minh, chỉ biết chết đây sinh kia gọi là thông, rõ biết hành nhân duyên kết hợp không mất gọi là thông, chỉ biết kết sử, không biết kết sử còn sinh hay không gọi là thông. Nếu rõ biết lậu tận, sạch phiền não, rồi không còn sinh nữa gọi là minh. Bà Sa Luận quyển 77 nói, trong lục thông, ba điều kia sao không được gọi là minh? Đáp, thân như ý, thần cảnh thông chỉ là công xảo, thiên nhĩ thông chỉ nghe tiếng, tha tâm thông chỉ biết tâm người, nên ba thông này không gọi là minh. Ba thứ kia sở dĩ gọi là minh, vì thiên nhãn rõ khổ vị lai, túc mệnh biết khổ đời trước, đều hay yếm ly, chán bỏ sinh tử, lại lậu tận có thể làm chính quán để đoạn phiền não. 6. Căn bản trí, còn gọi là như lý trí, vô phân biệt trí, chính trí, chân trí, gọi là căn bản trí để đối với hậu đắc trí. Chính nhằm hợp với chân lý mà không có sai khác giữa năng và sở duyên, nhất niệm chân trí. Trí này là gốc sinh hết mọi lạc pháp, mọi công đức đại bi nên gọi là căn bản trí. Tam Tạng Pháp Số quyển 5 nói, căn bản trí còn gọi là vô phân biệt trí, vì trí này không nương nơi tâm, không duyên cảnh ngoài, rõ mọi cảnh đều là chân như, cảnh và trí không khác, như người nhắm mắt, không còn phân biệt bên ngoài. Do vậy, vô phân biệt trí hay sinh mọi phân biệt, vì vậy gọi là căn bản trí. 7. Hậu đắc trí, trí nhằm hợp với chân như, lìa niệm vô phân biệt, nên gọi là vô phân biệt trí hay căn bản trí. Trí phân biệt mọi tướng sai biệt sau đó, được gọi là phân biệt trí hay hậu đắc trí. Đó là trí có được sau căn bản trí, nên gọi là hậu đắc, còn được gọi là tục trí, như lượng trí, Phật khởi đại bi cứu độ chúng sinh, chính là hậu đắc trí đó vậy.
Ngài Chân Đế dịch Nhiếp Đại Thừa Luận, quyển 12 nói: căn bản trí y nơi phi tâm, phi phi tâm, hậu đắc trí thì y nơi chỉ tâm. Hai trí khác nhau nơi cảnh, căn bản trí không thủ cảnh, cho cảnh và trí không khác. Hậu đắc trí thủ cảnh, vì cho cảnh trí có khác. Căn bản trí không duyên cảnh như nhắm mắt, hậu đắc trí duyên cảnh như mở mắt. 8. Tam giới, phàm phu sinh tử trôi lăn trong các thế giới, được chia làm ba cõi. Còn hai món dục là thực dục và dâm dục. Dục giới là cõi của các hữu tình, còn hai món dục là thực dục và dâm dục. Trên từ lục dục thiên, giữa là bốn châu của cõi người, dưới đến vô gián địa ngục, gọi chung là dục giới. Sắc giới, sắc có nghĩa chất ngại, ngăn ngại, có hình hài bằng vật chất. Cõi này trên cõi dục là nơi ở của các hữu tình đã trừ hai dục, dâm dục và thực dục. Thân thể cung điện và các món vật chất rất ư thù diệu tinh hảo, nên gọi là sắc giới. Cõi sắc này do nơi thiền định cao thấp, thô tế mà chia ra làm bốn bậc, gọi là tứ thiền thiên, bốn tầng trời thiền. Vô sắc giới, cõi này không một sắc, không một vật có vật chất, không thân thể cũng không cung điện, quốc độ, chỉ có tâm thức trụ nơi thiền định thâm diệu, nên gọi là cõi vô sắc. Cõi này đã là thế giới không có vật chất, ắt phương sở, nơi chốn, khó có thể định được, chỉ do nơi ý nghĩa cõi này có quả báo thù thắng, mà cho là ở trên cõi sắc, gồm bốn trời gọi là tứ vô sắc hay tứ không xứ, theo câu xá luận Phẩm Thế Gian nghĩa tam giới. 9. Lục đạo là con đường luân hồi của chúng sinh nên gọi là đạo. Chúng sinh do nghiệp nhân sai khác mà thú hướng đến sáu nẻo khác nhau, nên còn gọi là lục thú. 1. Địa ngục thú, chỗ ngục khổ bát hàn, bát nhiệt ở dưới mặt đất nên gọi là địa ngục. 2. Ngạ quỷ thú, cõi của loài quỷ đói khát, tìm cấu ăn uống, cõi này lẫn lộn với cõi người, song loài người không thấy được. 3. Súc sinh thú, nay dịch là bàn sinh, là cõi của các loài thú vật, cũng đồng với cõi người và thấy được lẫn nhau. 4. A-tu-la thú là cõi của đại lục thần, hay nuôi lòng hờn giận lại thích đánh nhau, thường ở các nơi hang sâu núi vắng, cách biệt với cõi người. 5. Nhân thú, cõi của loài người, phân làm bốn châu lớn, nhưng bốn châu này cách xa nhau, không có thần thông, không thể qua lại được. 6. Thiên thú, thiên là những chúng sinh thân có ánh sáng, thụ hưởng các khoái lạc tự nhiên, có sáu tầng trời ở dục giới, gọi là lục dục thiên. Cả hai cõi sắc và vô sắc giới đồng là cõi của thiên. 10. Sắc tâm gồm sắc pháp và tâm pháp, sắc bao gồm thân và cảnh. 11. Ngũ quẩn, phạn ngữ tắc kiền đà, xưa dịch là ấm hoặc là chúng, nay dịch là quẩn. Ấm có nghĩa là tích tập, chúng có nghĩa là nhiều thứ hòa tụ lại, cũng có nghĩa là quẩn, ý chỉ sự tích tập của nhiều tự tính hữu vi pháp, làm thành chủ dụng của pháp hữu vi, chẳng phải do thuần một pháp, hoặc đồng loại, hoặc khác loại, tức do nhiều thứ tập hợp lại thành tác dụng của pháp. Đó là ấm hay quẩn, đại loại có năm pháp. 1. Sắc quẩn, chỉ chung các thứ vật chất hữu hình như ngũ căn, ngũ cảnh. 2. Thọ quẩn, sự tác dụng của tâm thừa thọ sự vật khi đối cảnh. 3. Tưởng quẩn, sự tác dụng của tâm tưởng tượng sự vật khi đối cảnh. 4. Hành quẩn, các tác dụng khác của tâm liên quan với các pháp thiện ác tham sân khi đối cảnh. 5. Thức quẩn, là bản thể của tâm nhận biết rõ sự vật khi đối cảnh. Thí dụ, ngũ quẩn nơi người, thì sắc quẩn chính là thân, bốn quẩn kia là tâm. Trong tâm, ba thứ thọ, tưởng, hành, mỗi thứ có tác dụng đặc biệt riêng nơi tâm tính, nên gọi đó là tâm sở hữu pháp, gọi tắt là tâm sở, tức các pháp sở hữu của tâm dương. Chuyên thức là tự tính của tâm,
nên được gọi là tâm dương. Do bởi ngũ uẩn là hai pháp thân tâm, như các cửu tình có thân của dục giới và sắc giới, do ngũ uẩn mà thành. Còn như hữu tình vô thân của vô sắc giới, do từ tứ uẩn trừ sắc uẩn mà thành. Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 27 ghi: sắc như bọt nước tụ, thọ như bọt nổi, tưởng như ngựa quan, hành như cây chuối, thức là quyển pháp. 12. Kiến tư là hai món phiền não nhị hoặc. 1. Kiến hoặc. Kiến có nghĩa suy lường, do suy lường sai lệch mà phát sinh mê tình, như các thứ ngã kiến, biên kiến. Lại các hoặc lậu này bị hàng kiến đạo dị, kiến lý đoạn trừ, nên gọi là kiến hoặc. 2. Tư hoặc. Tân dịch là tu hoặc, là các hoặc lậu phát sinh từ sự tư niệm mê chấp của phàm phu đối với các sự vật, như các thứ tham sân si. Lại các hoặc lậu này thường bị hàng tu đạo dị tư duy chân chính đoạn trừ, nên cũng gọi là tu hoặc. 13. Tứ niệm xứ. Xưa dịch là tứ niệm xứ, nay dịch là tứ niệm trụ. Hành giả tiểu thừa sau ngũ đình tâm quán tu tứ niệm xứ, tu theo ngũ đình tâm giúp hành giả ngưng loại tâm, đó là samatha. Chỉ tu theo tứ niệm xứ giúp hành giả phát khởi quán huệ, đó là tỳ bà sana quán. 1. Thân niệm xứ. Quán thân bất tịnh, thân là nhục thân do cha mẹ sinh ra, cả ngoài lẫn trong đều đầy dẫy nhơ nhớp, không đâu là thanh tịnh, nên quán thân là bất tịnh. 2. Thọ niệm xứ. Quán thọ là khổ, thọ là cảm giác khổ lạc, lạc từ nhân duyên khổ sinh, rồi lại sinh khổ lạc. Thế gian không có thật lạc, nên quán thọ là khổ. 3. Tâm niệm xứ. Quán tâm vô thường. Tâm là tâm thức của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, niệm niệm sinh diệt, không có lúc nào thường trụ, nên quán tâm là vô thường. 4. Pháp niệm xứ. Quán pháp vô ngã. Pháp là tất cả mọi thứ còn lại ngoài ba thứ trên. Pháp không có tính tự chủ, tính tự tại, nên quán là vô ngã. Do khổ đế mà tu tứ niệm xứ. Thân khổ đế này của thiên hạ có đủ bốn yếu tố: thân, thọ, tâm và pháp, nên phải quán bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, để lần lượt phá bốn điên đảo thường, lạc, ngã, tịnh. Tứ niệm xứ này lấy huệ làm thể, do sức huệ có thể khiến hành giả niệm chỗ sở quán thân, thọ, tâm và pháp, nên gọi là niệm xứ. Lại do sức huệ có thể khiến niệm trụ nơi chỗ sở quán, nên gọi là niệm trụ. 14. Tứ chính cần, còn gọi là tứ ý đoạn, tứ chính đoạn, tứ chính thắng. Nhất tâm tinh tiến hành bốn pháp này, nên gọi là tứ chính cần. Hay đoạn giả đãi, nên gọi là tứ chính đoạn. Là pháp hơn hết, tối thắng trong việc sách tiến thân ngữ ý được chân chính, nên còn gọi là tứ chính thắng. Trong ý quyết định đoạn các hành nghiệp, nên gọi là tứ ý đoạn. Bốn pháp đó là: cần tinh tiến trừ diệt các ác đã sinh, cần tinh tiến ngăn chặn các ác chưa sinh không cho sinh, cần tinh tiến khiến thiện pháp chưa sinh được phát sinh, cần tinh tiến khiến thiện pháp đã sinh được tăng trưởng. 15. Tứ như ý túc, còn gọi là tứ thần túc. Trong thất đạo phẩm sau tứ niệm xứ và tứ chính cần, nơi tứ niệm xứ tu thật trí huệ, nơi tứ chính cần tu chính tinh tiến. Tinh tiến trí huệ tăng trưởng, sức định nhỏ yếu, nay được bốn thứ định này để nhiếp tâm, ắt định huệ quân bình đạt được sở nguyện, nên gọi bốn pháp này là như ý túc, hay còn gọi là thần túc. Như ý hàm nghĩa được như ý là thân như ý thông trong lục thông. Lục thông là quả do định sinh ra, tức hàm nghĩa chỗ nương, như thân nương nhờ chân, sự nhu ý của lục thông nhờ nương bốn thứ định này mà phát khởi, nên gọi định là túc. Lại thần là đức linh diệu. Trí Độ Luận quyển 19 ghi: hỏi, trong tứ niệm xứ, tứ chính cần đều có định, tại sao không gọi là như ý túc?
Đáp: các thứ đó tuy định, song huệ và tinh tiến nhiều, định lực kém, nên hành giả không được như ý nguyện. Bốn thứ định đó, dục là chủ yếu đắc định, tinh tiến là chủ yếu đắc định, tâm là chủ yếu đắc định, tư duy là chủ yếu đắc định. Song tên gọi của bốn định này có nhiều thứ khác nhau. Trí độ luận và pháp giới tứ đệ xếp lần lượt dục, tinh tiến, tâm hoặc nhất tâm, tư duy, câu xá luận thì dục cần tâm quán, tứ giáo nghi thì dục niệm tâm huệ. Câu xá quan ký quyển 25 ghi: bốn thứ này gọi tên theo gia hành. Một, dục thần túc, dục nơi gia hành dĩ phát khởi định này, nương sức dục mà phát khởi định. Hai, cần thần túc, nơi gia hành dĩ chuyên cần tu định này, nương sức cần mà phát khởi định. Ba, tâm thần túc, nơi gia hành dĩ nhất tâm chuyên trụ, nương sức tâm mà phát khởi định. Bốn, quán thần túc, nơi gia hành dĩ quán sát lý, nương sức quán mà phát khởi định. Trong gia hành dĩ tuy có nhiều pháp, song bốn pháp này ít lợi hơn cả, nên gọi tên theo bốn thứ này. 16 ngũ căn gồm năm pháp, các pháp này là cội gốc sinh ra các thiện pháp khác, nên gọi là căn gốc. 1. Tính căn, tinh tam bảo và tứ đế. 2. Tinh tiến căn, dõng mãnh tu tập thiện pháp. 3. Niệm căn, ghi nhớ không quên chính pháp. 4. Định căn, khiến tâm ngừng ngay một cảnh, không để loạn mất. 5. Huệ căn, tư duy chân lý. Xem Trí Độ Luận quyển 19, Pháp Giới Thứ Đệ, Trung Chi Hạ, Đại Thừa Nghĩa Chương, quyển 4. Câu Xá Luận quyển 3 ghi: trong các pháp thanh tịnh, năm căn này có tác dụng hơn cả. Vì sao? Do thế lực năm căn này điều phục được các phiền não, đưa đến thánh đạo. 17. Ngũ lực, ngũ căn tăng trưởng, tạo thành sức mạnh diệt trừ năm chướng. 1. Tính lực, tính căn tăng trưởng phá mọi tà tính. 2. Tinh tiến lực, tinh tiến căn tăng trưởng phá sự giải đãi của thân. 3. Niệm lực, niệm căn tăng trưởng diệt sạch mọi tà niệm. 4. Định lực, định căn tăng trưởng phá các loạn tưởng. 5. Huệ lực, huệ căn tăng trưởng trừ các hoạt tam giới. Xem Pháp Giới Thứ Đệ, Trung Chi Hạ, Trí Độ Luận quyển 19 ghi: ngũ căn tăng trưởng không còn bị phiền não làm hại, nên gọi là lực, sức. Đoạn khác ghi: thiên ma ngoại đạo không xa phá hoại, cản trở được, nên gọi là lực. 18. Thất Bồ Đề Phần còn gọi là thất giác chi, thất giác phần, câu xá luận gọi là thất đẳng giác chi, đứng hàng thứ sáu trong thất độ phẩm. Giác có nghĩa là giác sát, quán sát thấy biết, giác liễu, hiểu rõ nhận chân, đều là pháp khiến định huệ quân bình, nên gọi là đẳng giác. Giác pháp này chia làm bảy thứ, nên gọi là phần hoặc chi. 1. Trạch pháp giác chi, dùng trí huệ lựa chọn các pháp chân ngụy. 2. Tinh tiến giác chi, dùng tâm dũng mãnh lìa tà hạnh, hành chân pháp. 3. Hỷ giác chi, tâm được thiện pháp liền sinh quan hỷ. 4. Kinh năng giác chi, theo chỉ quán và pháp giới thứ đệ, gọi đây là trừ giác chi, vì đoạn trừ, trừ các thô trọng ở thâm tâm, khiến thân tâm thư thái nhẹ nhàng, khinh nan. 5. Niệm giác chi, thường ghi nhớ định huệ, khiến cho luôn quân bình. 6. Định giác chi, khiến tâm trụ nơi một cảnh, không để cho tâm loạn. 7. Hành xả giác chi, xả các vọng tưởng sai lầm, xả hết mọi pháp, bình tâm thư thản, lại không truy ức, là xả các hành quẩn sở nhiếp của tâm sở, nên gọi là hành xả. 7 pháp này nếu tâm hành giả khuấy động, có thể dùng ba giác trừ, xả, định nhiếp tâm lại. Nếu tâm chìm lắng, có thể dùng ba giác chi, trạch pháp, tinh tiến và hỷ khởi tâm lên. Niệm giác chi thường niệm định huệ, không được bỏ phế hay thối lui, cho nên ngoài niệm ra sáu giác chi kia
tùy theo nhu yếu hành giả mà sử dụng. Do bảy pháp này chứng được quả vô học, chỉ quán quyển bảy ghi, khi tâm khuấy động có thể dùng trừ giác chi diệt các thô trọng ở thân khẩu, dùng xả giác chi, xả quán trí, dùng định tâm nhập thiền, khi tâm chìm lắng dùng trạch tinh tiến hỷ khởi tâm, niêm giác chi thông và duyên cả hai trường hợp. 19. Bát chính đạo gọi chung là bát chính đạo phần, câu xá gọi là bát thánh đạo chi. Thánh đây gọi là chính vậy, vì lìa tà lệch nên gọi là chính đạo, lại là đạo của các bậc thánh nên gọi là thánh đạo. Quyền Ưng Âm Nghĩa quyển 3 nói, bát do hành hay du hành, đạo hành, trực hành, hoặc nói là bát trực đạo, bát thánh đạo, bát chính đạo, nghĩa vẫn đồng nhau. Một, chính kiến, thấy rõ và hiểu rõ được lý của tứ đế, lấy huệ vô lậu làm thể, đây là chủ thể của bát chính đạo. Hai, chính tư duy, đã thấy được lý tứ đế, lại tư duy, khiến chân trí tăng trưởng, lấy tâm vô sở lậu làm thể. Ba, chính ngữ, dùng chân trí tu khẩu nghiệp, không tạo nên những lời lẽ phi lý, lấy giới vô lậu làm thể. 4. Chính nghiệp, dùng chân trí trừ sạch các tà nghiệp nơi thân, trụ nơi thanh tịnh thân nghiệp, lấy giới vô lậu làm thể. 5. Chính mệnh, thanh tịnh cả ba nghiệp thành khẩu ý, sống thuận theo chính pháp, lìa năm pháp sống tà, ngũ tà mệnh, lấy giới vô lậu làm thể. 6. Chính tinh tiến, phát dụng chân trí, tu đạo niết bàn, lấy cần vô lậu làm thể. 7. Chính niệm, dùng chân trí ghi nhớ chính đạo, để không tà niệm, lấy niệm vô lậu làm thể. 8. Chính định, dùng chân trí nhập vào thiền định vô lậu thanh tịnh, lấy định vô lậu làm thể. 8 pháp này đìa hết tà phi, nên được gọi là chính, đến được niết bàn nên gọi là đạo. Cả 8 đều là vô lậu, không thủ hữu lậu, là hành pháp của vị kiến đạo. Còn thất giác chi là hành pháp của vị tu đạo. Trong kinh xếp thất giác trước bát chính, đó là xếp theo số mục, không phải theo sự tu. Trong 8 pháp, chính kiến đứng đầu là chủ thể của bát chính đạo, nên chính là đạo, cũng là đạo phần, đạo chi. Còn 7 pháp kia chỉ là đạo phần, đạo chi mà không phải là đạo vậy. Phần trên là tự phần, dưới đây là chính thuyết phần. Phật thuyết tứ thập nhị chương kinh. Chương 1. Phật dạy từ thân xuất gia, thức tâm đạt bổn, hiểu pháp vô vi, gọi là sa môn, thường hành 250 giới, tu tập thanh tịnh, hành 4 chân đạo, thành a la hán. A la hán có thể bay hay biến hóa, thọ mạng lâu dài, ở đâu thì trời đất nơi ấy chấn động. Thứ là a na hàm. A na hàm khi hết tuổi thọ, linh thần sinh lên từng trời 19, chứng a la hán. Tiếp là tứ đà hàm. Tứ đà hàm còn phải một lần lên, một lần trở lại mới đắc a la hán. Thứ nữa là tu đà hoàng. Tu đà hoàng phải 7 lần tử, 7 lần sinh nữa mới chứng a la hán. Người đoạn ái dục như đoạn tứ chi không dùng lại được nữa. Chương này nêu chung quả chứng sai khác của sa môn. Muốn chứng 4 quả, sa môn cần phải từ bỏ người thân, xuất gia học đạo, rõ được tâm, đạt được gốc, hiệu pháp vô vi. Bởi lẽ phụ mẫu không bằng lòng thì Phật pháp không cho xuất gia. Xuất gia mà không rõ tâm tính, thấu nguồn gốc, thức tâm đạt bổn, chỉ là lìa tục nơi hình thức mà vẫn bị hữu vi rối buộc, như vậy sao gọi là sa môn? Thức tâm là biết rõ ngoài tâm không có pháp, tức ngộ biến kế vốn không. Đạt bổn là rõ biết tâm tính chẳng thật, tức ngộ y tha nào khác quyển. Vô vi pháp là rõ biết chân như cùng tất cả các pháp, không một cũng không khác, bất nhất bất dị, tức chứng viên thành thật tính. Sa môn là phạn ngữ, dịch là cần tích, cần tu giới định huệ,
chăm tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, trừ diệt tham sân si. Thường hành 250 giới là tăng trưởng học giới. Tu tập thanh tịnh, tức tăng trưởng tâm học, hành bốn chân đạo, tức tăng trưởng huệ học, là nói quán sát tứ đế mà tu đạo hành. A-la-hán hợp đủ ba nghĩa, một là sát tặc, hai là ứng cúng, ba là vô sinh, là quả vô học thứ tư của sa môn, dứt sạch hai hoặc kiến tư của tam giới, bay và biến hóa, nói chung cho lục thần thông. Thọ mạng lâu dài là nói ba thứ ý sinh thân, có thể tùy nguyện mà trụ lâu dài. Trụ nơi đâu thì nơi đó chấn động, là nói A-la-hán trụ nơi đâu thì nơi ấy thiên thần thổ địa đều cảm động, hoặc giả mỗi bước đi của La-hán đều làm chấn động cả đất trời. A-na-hàm còn gọi là bất hoàng, tức quả thứ ba. Trời thứ 19, từ tứ thiên dương lên đến vô phiền là thứ 20, vượt quá 19 tầng dưới. Do nhờ đoạn trừ chính phẩm tư hoặc, nên nơi tịnh cư thiên chứng A-la-hán, không còn trở lại dục giới nữa. Tư Đà Hàm còn gọi là Nhất Lai, tức quả thứ hai, đã đoạn trừ 6 phẩm tư hoặc ở dục giới, còn lại 3 phẩm nên phải một lần sinh lên dục thiên, một lần trở lại cõi người mới chứng A-la-hán. Tu Đà Hoàng còn gọi là Dự Lưu, tức quả đầu tiên, đã đoạn kiến hoặc ở tam giới mới dự vào dòng thánh, không còn đọa vào ba đường ác nữa, nhưng hãy còn 9 phẩm tư hoặc của dục giới nên phải thêm 7 lần sinh nữa, nghĩa là hai lần sinh nơi dục giới thường thượng phẩm, nhậm dần tham sân si mạng, một lần sinh thượng trung phẩm hoặc một lần sinh thượng hạ phẩm hoặc một lần sinh trung thượng phẩm hoặc một lần sinh chung hai phẩm trung trung và trung hạ phẩm hoặc một lần sinh chung ba phẩm hạ thượng, hạ trung và hạ hạ phẩm hoặc sau 7 lần sinh tử mới chứng A La Hán quả. Đây là nói theo nhậm dần đoạn, ắt lại bất định. Song tam giới kiến tư tuy có nhiều phẩm nhiều loại, nhưng đều lấy ái dục làm gốc, hễ đoạn ái dục liền ra khỏi dòng khổ, nên dụ như chặt bỏ chân tay quyết không sao dùng lại được nữa. Chú thích chương 1. Một biến kế, gọi đủ là biến kế sở chấp tính, là một trong tam tính, do phàm phu vọng chấp nhận là có vật thật, lại do vọng tình của phàm phu kế độ, xét tính so đo hết mọi pháp nên gọi là biến kế. Lại vì chỗ chấp mê của vọng tình của biến kế này nên gọi là sở chấp tính. Dụ như thấy sợi dây ngỡ là rắn thực, chẳng có thực thể của rắn, song vọng tình mê chấp cho là rắn thật, đó là biến kế sở chấp tính. Như người trong nhận thức có ngã ngoài chấp có thực pháp, cũng y vậy vạn pháp hữu di là pháp do nhân duyên giả hợp tạo thành, chẳng có một thật ngã hay thực pháp nào, chỉ do tự vọng tình nơi mình kế độ mà chấp mê là ngã là pháp, rồi cho là thật ngã thật pháp. Điều này gọi là biến kế sở chấp tính, do nương vọng tình mà tồn tại, không thể lìa vọng tình mà có được vậy. Hai, y tha, gọi đủ là y tha khởi tính, một trong tam tính làm vạn pháp nương nhân duyên mà sinh khởi. Chữ y có nghĩa nương hoặc nhờ, chữ tha chỉ cho nhân duyên, lấy chủng tử a lại gia thức làm nhân duyên trước nhất, rồi dựa vào vô số các trợ duyên khác mà sinh, lìa vọng tình vẫn tự tồn tại. Dụ như dây phát sinh từ các sợi gai, vân vân. 3. Viên thành thật tính, một trong tam tính thành tựu viên mãn chân thật tính, cũng gọi là pháp tính hay chân như, là thể tính của mọi pháp hữu di. Dụ như thể tính của dây là sợi gai. Điều này có hai nghĩa, nếu nói pháp tính này tùy duyên là y tha khởi tính, đó là nghĩa của thật đại thừa. Nếu nói pháp tính là sở y để thành lập y tha khởi tính, nương pháp tính này để lập y tha khởi tính, đó là nghĩa của quyền đại thừa. Trong tam tính, biến kế sở chấp tính là vọng hữu, y tha khởi tính là giả hữu, giả có. Viên thành thật tính là thật hữu, thật có. Lại biến kế sở chấp tính là thật vô, thật không. Y tha khởi tính là tự hữu, giống như có, viên thành thật tính là chân hữu,
chân thật có. Ba tính này đều có riêng mỗi sự hoặc tròn đủ cả ba nơi một sự. Nhận cho các pháp xưa nay, lông rùa sừng thỏ là có thật, đó là biến kế sở chấp tính, nhu nơi sự sai biệt của bách pháp. 94 pháp đầu là y tha khởi tính, 6 pháp vô di sau là viên thành thật tính, đó là ba tính nơi riêng mỗi sự. Lại dụ nơi đó qua, do vọng tình mê cho qua là thật, thì tướng của qua là biến kế sở chấp tính. Từ nhân duyên sinh, giả hiện tướng của qua là y tha khởi tính, thật thể của qua là viên thành thật tính. Phân tích như vậy, tất các pháp nơi một sự đều có đủ ba tính vậy. Xem Duy Thức Luận quyển 8, Bách Pháp Vấn Đáp Sao quyển 4. 4. Lục Thần Thông. Thần có nghĩa không lường, thông hàm nghĩa vô ngại. Các bậc thánh tam thừa đắc được sáu thứ trí huệ thần diệu khó lường, vô ngại tự tại, gọi là lục thần thông. 1. Lậu tận trí chứng thông. Lậu tận thông, đoạn trừ hết mọi lậu hoặc phiền não, được đại vô ngại, là chỗ tột cùng của tam thừa. 2. Thần cảnh trí chứng thông, còn gọi là thân như ý thông, thần thông hoặc thần túc thông, có sức thần thông biến hiện nên cảnh giới bất tư nghì, nên gọi là thần cảnh thông. Có sức thần thông tới lui tự tại các cảnh giới, nên gọi là thần túc thông. Có sức thần thông biến hiện thân mình tự tại, nên gọi là thân như ý thông. Tùy theo trường hợp mà gọi tên, song thường gọi nhất là thần cảnh thông. 3. Thiên nhãn trí chứng thông. Thiên nhãn thông tắc nhãn căn của trời sắc giới, nhìn xa không bị ngăn ngại, nên gọi là thiên nhãn trí chứng thông. 4. Thiên nhĩ trí chứng thông. Thiên nhĩ thông đắc nhĩ căn của trời sắc giới, nghe âm thanh không bị chướng ngại. 5. Tha tâm trí chứng thông. Tha tâm thông biết tâm niệm của người không hề chướng ngại. 6. Túc mệnh trí chứng thông. Túc mệnh thông biết việc đời trước của mình và người không hề chướng ngại. Trừ lậu tận thông, năm thần thông này là thiền định của hữu lậu, hoặc nương sức thuốc, hoặc nhờ sức thần chú mà đắc được, nên tiên nhân ngoại đạo cũng thành tựu được năm thần thông này. Sáu pháp này gọi là trí chứng thông. Do vì mỗi pháp này nương nơi trí mà chứng đắc được thần thông lực. Xem câu Xá Luận quyển 18. 5. Ý sinh thân hay ý thành thân, phạm ngữ là mano maya, ma nậu ma, mano bạc gia, dịch là ý sinh thân, ý thành thân. Chư Phật, Bồ Tát cùng chư tiên quá sinh thân từ ý muốn, thân đó gọi là quá sinh thân. Hoa Nghiêm Kinh Sớ quyển 27 ghi: ma nậu ma gọi là ý sinh hoặc ý thành, là thân do ý sinh ra. Quyền Ưng Âm Nghĩa quyển nhất, ma nậu nói đủ là mano đạt gia, có nghĩa ý sinh thân là nói chư Bồ Tát, chư thiên quá sinh từ ý vậy. 6. Nhậm vận, ngũ ý tự nhiên, có nghĩa mặc cho pháp tự vận chuyển mà không tạo tác gì bằng sức mình. Trong đoạn này, hàm nghĩa hàng dự lưu đã trừ hết kiến hoặc, nên không còn nghi và ái kiến nữa. Song tư hoặc dục giới vẫn còn đủ tham sân si mạng, tư hoặc thuộc thượng thượng phẩm. Tư hoặc này còn nhiều và mạnh, bậc dự lưu phải còn chờ thêm 5 lần sinh nữa mới trừ sạch được tư hoặc. Vì vậy nên chỉ trừ tư hoặc bằng sự nhậm vận, không tạo tác thêm hoặc, còn cứ mặc nhiên cho tư hoặc chuyển vận vậy. 7. Nhậm vận đoạn, đoạn trừ một cách tự nhiên theo bình thường. Ở câu này ngụ ý nói hàng dự lưu nếu đoạn trừ tư hoặc theo nhậm vận một cách tự nhiên bình thường, thì cứ đúng 7 lần sinh ắt trừ sạch tư hoặc, chứng quả A-la-hán. 8. Gia hành đoạn. Gia hành hàm nghĩa chuẩn bị bước vào chính vị, nỗ lực gia sức thêm nữa như gia hành đạo, gia hành vị. Ở đây ngụ ý nếu hàng dự lưu nhậm vận đoạn tư hoặc, ắt sau 7 lần sinh mới chứng quả.
còn nếu nỗ lực tu hành hơn nữa để sớm đoạn trừ tư hoặc, gọi là gia hành đoạn, thì thời gian chứng quả sẽ bất định, không chắc chắn, phải trải qua 7 lần sinh mà có thể ít hơn 7 lần. Chương 2. Phật dạy Sa Môn xuất gia, trừ dục bỏ ái, biết nguồn gốc của tự tâm, thấu triệt nghĩa lý sâu xa của Phật, ngộ pháp vô vi. Trong không có chỗ đắc, ngoài chẳng có nơi cầu. Tâm không vướng mắc nơi đạo, cũng chẳng kết thêm nghiệp. Vô niệm, vô tác, không phải tu, chẳng phải chứng, không trải qua các gì, mà tự ở nơi cao tột, đó gọi là đạo. Chương 2 này nêu rõ chỗ chứng quả của Sa Môn. Tuy có chỗ sai khác, song lý chứng quả không khác. Giết trừ dục ái của bậc phàm thánh đồng cư, biết nguồn gốc của tự tâm, ngã chấp vốn không, thấu triệt được nghĩa lý chân đế sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bày của pháp chân như vô vi của sinh không, chúng sinh là không. Giết dục ái của phương tiện hữu dư, biết nguồn gốc của tự tâm, các pháp chấp vốn không, thấu triệt được lý tục đế sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bày của pháp chân như vô vi của pháp không, pháp đều không. Giết dục ái của thật báo vô chướng ngại, biết nguồn gốc của tự tâm đều không và chẳng sinh, thấu triệt được lý trung đế sâu xa của Phật, ngộ được chỗ hiển bày pháp chân như vô vi của pháp câu không, đều không. Lại rõ biết dục ái ở 3 độ chính là không, đó gọi là trừ dục bỏ ái. Biết nguồn gốc của tự tâm, biến kế vốn chẳng thật, thấu triệt được lý chân đế sâu xa của Phật. Một không là hết thảy không, không có giả, không có trung, mà không không, ngộ được nghĩa không như thật của Như Lai Tạng, đó là vô vi pháp. Lại biết rõ dục ái nơi 3 độ là giả, gọi là trừ dục bỏ ái. Biết nguồn gốc của tự tâm, y tha như quyển, thấu triệt được lý tục đế sâu xa của Phật. Một giả là tất cả giả, không có không, không có trung mà không giả, ngộ được nghĩa bất không như thật của Như Lai Tạng, gọi đó là vô vi pháp. Rõ biết dục ái ở 3 độ đều là trung, gọi là trừ dục bỏ ái. Biết nguồn gốc tự tâm viên hành vốn đủ, thấu triệt lý trung đế sâu xa của Phật. Một trung là tất cả trung, không có không, không có giả, mà không trung ngộ được nghĩa lìa tức lìa phi, là tức chẳng phải tức của tạng Như Lai, là tức chẳng phải tức của Như Lai Tạng, gọi là vô vi pháp. Pháp vô vi này vốn từ sẵn có, chẳng phải thuộc pháp mới sinh, nên trong không chỗ đắc. Chỉ một chân tâm, ngoài tâm không một pháp, nên ngoài không chỗ cầu. Biết pháp như thuyền bè, nên tâm không vướng mắc nơi đạo. Đã đoạn trừ chủng tử của hoặc, nên cũng không kết thêm nghiệp. Chứng được vô phân biệt căn bản thực ký, nên vô niệm. Chứng bất tư nghị hậu đắc quyền ký, nên vô tác. Tu hành đúng chân tính, tu tức vô tu, nên chẳng phải tu. Chứng được toàn tính, chứng không chứng gì khác, nên chẳng phải chứng. Các ngôi vị như kích thước nêu hư không, song hư không vốn chẳng phải kích thước. Lại như vào biển dò nông sâu, mà nông sâu kia thứ nào chẳng là biển, nên nói là không trải qua các gì mà ở ngôi cao tột, gọi đó là đạo vậy. Tạng giáo tất do việc hiểu chân, nhân việc hồi chân, việc chẳng phải chân đế, nên chân đế không trải qua các gì. Thông giáo chính ngay sự là toàn thể chân, tức sự toàn chân, nên chân đế không trải qua các gì. Biệt giáo ác trung đạo tùy duyên bất biến, nên trung đạo không trải qua các gì. Viên giáo ắt một sắc một hương đều là trung đạo, không trải qua các gì. Do chương 1 mới biết tính không bỏ tu, do chương 2 này mới rõ tu không ngại tính. Lại do chương 1 mới hay tức mà thường lục, 6 do chương này mới biết lục mà thường tức. Tứ giáo đều luận về tu tính, đều luận về lục tức. Thông suốt được ý chỉ này, tất hiểu được quá nửa các giáo pháp của Phật. Chú thích chương 2. 1. Vô vi pháp, pháp lìa các nhân duyên tạo tác, có tam vô vi, lục vô vi, trạch diệt vô vi của tam vô vi và chân như vô vi của lục vô vi, chính là niết bàn. Niết bàn là pháp vô vi tối thắng. Vi có nghĩa là tạo tác, không nhân duyên tạo tác gọi là vô vi, lại không có sự tạo tác của 4 tướng sinh trụ dị diệt làm vô vi, tên khác của chân như. Trạch diệt và chân như vô vi chính là chân lý chứng được các bậc thánh, gọi là niết bàn, là pháp tính, là thật tướng, là pháp giới, tất cả đều là danh xưng khác nhau của vô vi. 2.
vô niệm, tức vô vọng niệm, còn gọi là chính niệm. Tông Cảnh Lục quyển 8 nói, chính niệm là vô niệm mà biết rõ, nếu không biết rõ sao thành chính niệm. Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn Luận quyển thượng ghi, hỏi, pháp môn đốn ngộ này lấy gì làm tông, lấy gì làm chỉ, lấy gì làm thể, lấy gì làm dụng? Đáp, vô niệm làm tông, không khởi vọng tâm làm chỉ, thanh tịnh làm thể, lấy trí làm dụng. Hỏi, đã nói vô niệm làm tông, chưa rõ vô niệm đây là vô niệm gì? Đáp, vô niệm là vô tà niệm, chẳng phải vô chính niệm. Hỏi, sao gọi là tà niệm, sao gọi là chính niệm? Đáp, niệm hữu niệm vô tức là tà niệm, không niệm hữu vô tức gọi là chính niệm. Niệm thiện, niệm ác gọi là tà niệm, chẳng niệm thiện ác gọi là chính niệm. Cho đến niệm khổ lạc, sinh diệt, thủ xả, quán thân, tánh ái đều là tà niệm, chẳng niệm những thứ này tức gọi là chính niệm. 3. Vô tác, không có nhân duyên tạo tác, như vô vi vậy. 4. Dị, duy thức lập tu đạo ngũ dị, quán tu lý vạn pháp duy thức, lập thành ngũ dị. 1. Tư lương dị, dị tích trữ tư lương Phật đạo ở địa tiền 30 tâm, trụ, hạnh, hướng, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tổng cộng 30 tâm. 2. Gia hành dị, dị ở mức cuối của tam thập tâm, sắp vào vị kiến đạo, nhưng còn phải phương tiện gia hành tu tứ thiện căn là đoạn, đảnh, nhẫn và thế đệ nhất pháp. 3. Thông đạt dị, dị thông đạt lý vô ngã nhị không, ở nhập tâm của sơ địa, địa nào cũng đủ tam tâm nhập, trụ và xuất, tức hàng kiến đạo. 4. Tu tập dị, dị tu tập diệu quán để đoạn trừ các dư chướng, từ hàng trụ tâm sơ địa đến xuất tâm thập địa, tức hàng tu đạo dị. 5. Cứu cánh dị, dị cứu cánh đoạn hoặc chứng lý, tức vô học đạo dị. Nói rộng, ắt thành tam tăng kỳ tứ thập thất dị do pháp tướng tông lập thành. Xem Duy Thức Luận quyển 19. Nhân quả hợp có 41 dị, nếu trước thập trụ khai thêm thập tính dị, ắt thành 51 dị ở cuối thập địa, khai thêm đẳng giác thành 52 dị. Pháp tướng tông dùng 41 dị, Thiên Thai tông dùng 52 dị, do sự khai hợp khác nhau. 5. Phàm thánh đồng cư, một trong tứ độ, bốn loại cõi Phật, tứ chủng Phật độ do Thiên Thai tông lập ra. 1. Phàm thánh đồng cư độ, cõi này dân thiên, phàm phu ở xen lẫn với hàng thánh duyên giác, thanh văn, có cả tịnh lẫn huế, như ta bà thế giới là huế độ đồng cư, Tây phương cực lạc là tịnh độ đồng cư. 2. Phương tiện hữu dư độ, là cõi của các bậc đoạn sạch kiến tư phiền não, ra khỏi sinh tử của tam giới, gọi là phương tiện vì đây là chỗ sinh về của hàng tu tiểu thừa phương tiện đạo, đoạn trừ kiến tư hoặc, song còn gọi là hữu dư vì chưa trừ hết trần sa và vô minh hoặc. Lại cõi này là trụ xứ của hàng thất phương tiện nên gọi là phương tiện độ. Hàng thất phương tiện gồm hai hàng thanh văn duyên giác của Tạng giáo, Tạng giáo Bồ Tát, 34 tâm đoạn kết thành đạo, nơi hàng Bồ Tát tợ chưa đoạn hoặc nên không sinh cõi này, vì vậy trừ ra không tính. Ba hàng thanh duyên Bồ Tát của Thông giáo, Bồ Tát của Biệt giáo và Bồ Tát của Duyên giáo, cộng chung là bảy hạng. Cõi này còn gọi là biến dịch độ, biến hóa y thân của cõi đồng cư thành y thân của cõi phương tiện, sau đó lại biến y thân của cõi phương tiện này thành y thân của cõi Phật báo nên gọi là biến dịch độ. Lại bảo có chín hạng sinh nơi cõi phương tiện, gồm Tạng giáo hai hạng thanh duyên, Thông giáo ba hạng thanh duyên bồ, Biệt giáo ba hạng, đến Biệt giáo Bồ Tát để lục trụ, đoạn kiến tư hoặc, nên lục trụ trở nên sinh phương tiện độ, đó là một hạng.
thêm thập hạnh, thập hồi hướng nữa là ba. Viên giáo một hạng, viên giáo Bồ Tát thập tính dị, lục căn thanh tịnh, đã đoạn kiến tư hoặc, báo mệnh đã hết, nên sinh nơi cõi phương tiện. Do đó, Quán Kinh Diệu Tông Sớ Thượng nói, chín loại hành nhân cùng sinh cõi này. Lại nói có năm hạng sinh nơi cõi phương tiện, gồm Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật. Ba quả thanh văn đầu chưa hết tư hoặc, không thể sinh về phương tiện độ, nên tất phải là A La Hán mới sinh được. Song do nơi danh xưng thanh văn nên đề ra đủ tứ quả. Văn Cú quyển 6 nói, năm hạng này đoạn thông hoặc, đồng sinh cõi này đều là Bồ Tát. Năm hạng tức tứ quả và Bích Chi Phật là chỉ cho điều này vậy. Lại trong Niết Bàn Kinh nói, năm hạng này sinh phương tiện độ, lần lượt theo thứ tự trải qua 8 dạng, 6 dạng, 4 dạng, 2 dạng, 10.000 kiếp phát Bồ Đề Tâm. 3. Thật báo vô chứng ngại độ, cõi phương tiện là quả báo độ của hàng chứng không lý. Trên nữa là quả báo độ của hàng chứng một phần lý trung đạo. Hành chân thật pháp, cảm được thắng báo, quả báo thù thắng, sắc tâm không ngăn ngại nhau, nên gọi là thật báo vô chướng ngại độ. Chốn trụ xứ thuần của hàng Bồ Tát, không có phàm phu dị thừa, chỉ toàn hàng biệt giáo Bồ Tát thập địa trở lên và viên giáo thập trụ trở lên. 4. Thường tịch quan độ, thường có pháp thân, vốn nơi bản thể thường trụ, tịch nghĩa giải thoát, là hết thảy các tướng đều vĩnh tịch vậy. Quan nghĩa bát nhã, là trí huệ chiếu soi các tướng, tam đức này phủ trùm khắp, gọi là tạng bí mật, là trụ xứ của chư Phật Như Lai. 6. Chân đế, một trong nhị đế, gồm chân đế và tục đế. 1. Chân đế, chỗ thấy lý tính chân thật của thánh trí là lìa hư vọng, nên gọi là chân. Lý này quyết định không đổi dời, nên gọi là đế. Lại lý tính này nơi thánh là thật, nên gọi là đế. 2. Tục đế, chỗ thấy sự tướng thế gian của mê tình là pháp thuận theo mê tình phàm tục, nên gọi là tục. Đạo lý của pháp phàm tục này quyết không đổi dời, nên gọi là đế. Lại sự tướng này nơi tục là thật, nên gọi là đế. Trong các kinh luận, nhị đế có nhiều danh xưng khác nhau, chẳng hạn như kinh Niết Bàn, kinh Nhân Dương Bát Nhã gọi là Thế Đế và Đệ Nhất Nghĩa Đế, Kim Cương Bất Hoại Giả Danh Luận gọi là Tục Đế và Chân Đế, Du Già Luận và Duy Thức Luận gọi là Thế Tục Đế và Thắng Nghĩa Đế. Song Tục Đế và Chân Đế được dùng nhiều nhất. 7. Phương tiện hữu dư, xem chú thích số 5 ở trên. 8. Tục Đế, xem chú thích số 6 ở trên. 9. Thật báo vô chướng ngại, xem chú thích số 5 ở trên. 10. Trung đế, một trong tam đế gồm không đế, giả đế và trung đế do Thiên Thai Tông lập ra. 1. Không đế, chỉ bày đạo lý cho mọi sự vật do nhân duyên sinh, thể tính đều thật không. 2. Giả đế, chỉ bày đạo lý thể tính tuy không, nhưng giả tướng thật tồn tại. 3. Trung đế, chỉ bày đạo lý nhất như hai tính không giả bất nhị. 11. Như Lai Tạng, chân như trong phiền não gọi là Như Lai Tạng, chân như ra khỏi phiền não gọi là pháp thân. Theo phẩm Như Lai Tạng trong Phật Tính Luận, tạng gồm ba nghĩa. 1. Sở nhiếp nghĩa, chân như lập nơi chúng sinh dị, tất hàm chứa cả hai môn hòa hợp và bất hòa hợp. Sinh mọi nhiễm pháp là hòa hợp môn, sinh hết thảy tịnh pháp là bất hợp môn. Tất cả các pháp nhiễm tịnh đều nhiếp nơi tính của Như Lai, tức chân như, nên gọi là Như Lai Tạng. Nói cách khác, tức chân như nhiếp mọi pháp, Như Lai chứa hết thảy pháp vậy. Lăng Già Kinh quyển 4 ghi, tạng của Như Lai là nhân thiện và bất thiện, thường hay biến khắp, hưng tạo hết thảy chúng sinh.
Thắng Mang Bảo quật hạ bổn, nói: hết thảy chúng sinh không ra khỏi chỗ nhiếp của Như Như, nên gọi là tạng, tức chúng sinh là chỗ nhiếp của Như Lai vậy. Đó là Như Lai chứa tạng chúng sinh. Khởi tính luận nghĩa ký thượng, nói: Như Lai tạng tâm hàm chứa cả hai môn hòa hợp, bất hòa hợp, đó là ở chúng sinh dị. Nếu ở Phật địa tất không có nghĩa hòa hợp. 2. Ẩn phúc nghĩa. Khi chân như ở trong phiền não, bị phiền não đậy che, ẩn phúc Như Lai tính đức, khiến không thể hiện được, nên gọi là Như Lai tạng, là chúng sinh phiền não chứa tạng Như Lai. Thắng Mang Kinh nói: vô lượng phiền não tạng ràng buộc Như Lai tạng. Lại nói Như Lai như vậy, pháp thân không lìa phiền não tạng gọi là Như Lai tạng. Lý Thú Ba La Mật Kinh nói: hết thảy hữu tình đều là Như Lai tạng. 3. Năng nhiếp nghĩa. Chân như tại phiền não hàm nhiếp hết thảy công đức của các quả các địa, nên gọi là Như Lai tạng. Chim Sát Kinh Hạ nói: lại nữa, tâm kia gọi là Như Lai tạng, vì đầy đủ vô lượng vô biên bất khả tư nghì các nghiệp vô lậu thanh tịnh. Khởi tính luận nói: Như Lai tạng, vì đầy đủ vô lượng tính công đức. Thuật Tán Quyển Hạ nói: tạng có nghĩa kho chứa, tất cả công đức sở hữu của chư Phật đều nơi trong đó, nên gọi là Như Lai tạng. Công đức hiện hành chưa thể khởi, nên không gọi là pháp thân. Khởi tính luận nghĩa ký hạ bổn nói: khi ẩn hay xuất sinh Như Lai, năng nhiếp nên xuất sinh vậy, nên gọi là Như Lai tạng. Khi hiển là chỗ y chỉ của vạn đức, nên gọi là pháp thân. 12. Lục tức. Phạm hành vị của Bồ Tát Đại Thừa có thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, cộng chung 52 vị như Hoa Nghiêm Kinh đã kể. Thiên Thai Tông gọi đây là hành vị của biệt giáo Bồ Tát, và lập riêng hành vị của viên giáo Bồ Tát là lục tức vị. 1. Lý tức. Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, hữu Phật vô Phật, tính tướng thường trụ, lại một sắc, một hương nhất nhất đều là trung đạo. Lý tính tuy như vậy, song vì chưa được nghe nên chưa được biết điều này. Do vậy nên đồng phàm phu chỉ bằng Phật ở nơi lý tính, do vậy gọi là lý tức. 2. Danh tự tức. Hoặc từ tri thức, hoặc từ kinh điển, được nghe đạo nhất thật Bồ Đề, như đã nói ở trên, mà thông đạt điểu giải trên danh tự, biết hết thảy đều là Phật pháp, đều có thể thành Phật. 3. Quán hành tức. Chẳng những hiểu trên danh từ, còn tu hành theo giáo pháp, tâm quán rõ rồi, lý huệ tương ngưng, ngôn hành đồng nhất. Vị này tu tùy hỷ, đọc tụng các thứ ngũ phẩm. Trong kinh Pháp Hoa, quán hành gọi là ngũ phẩm đệ tử vị. 4. Tương tợ tức. Mới nhập vào vị thập tính của biệt giáo, phát loại tợ quán hành chân vô lậu. Nhập vị này, tất đắc công đức lục căn thanh tịnh như kinh Pháp Hoa nói, nên gọi là lục căn thanh tịnh vị. 5. Phần chân tức. Nương quán lực của tương tợ, phát chân trí mới bắt đầu đoạn một phần vô minh, thấy được Phật tính mở bảo tạng, hiện chân như gọi là phát tâm trụ. Từ đó về sau, từ từ cửu trụ cho đến đẳng giác, cả thảy 41 vị, phá từng phần 41 phẩm vô minh, thấy từng phần pháp tính. 6. Cứu cánh tức. Phá phẩm vô minh cuối thứ 42, phát khởi giác trí cứu cánh viên mãn, tức diệu giác vậy. Lục chỉ cho thứ tự trước sau, sâu cạn, tức có nghĩa lý vị, tức là danh tự vị, cho đến chính là cứu cánh vị, hiển trước sau không khác. Tuy do trí ngộ, tỉnh, mê có sâu cạn, mà có sáu loại khác biệt, song thể tính của chúng không hai mà chính là tức. Chương 3.
Phật dạy cạo bỏ râu tóc, trở thành sa môn, lãnh thọ đạo pháp, dứt bỏ của cải thế gian, chỉ cầu tạm đủ, mỗi ngày một bữa ăn giữa trưa, một giấc ngủ dưới cây, cẩn thận không nên nhiều hơn như vậy, làm cho người bị ngu dốt ngăn che, chính là ái và dục đó vậy. Chương thứ ba này tán thán thắng hạnh đầu đà, cho hạnh này là thuật quan trọng để chứng đạo quả. Văn trước đã nói, chẳng phải tu, chẳng phải chứng, e người hiểu lầm, chấp tính bỏ tu, nên nay đặc biệt nêu rõ hành quét bụi trần này là phương thức trừ dục bỏ ái. Giống như gương cũ, tuy bị che mất sự sáng soi, nhưng hãy lau chùi, tất được sự trong sáng. Chương 4. Phật dạy, chúng sinh lấy 10 điều làm thiện, cũng lấy 10 việc làm ác. Những gì là 10? Thân 3, khẩu 4, ý 3. Thân 3 là sát sinh, trộm cắp và dâm dục. Khẩu 4 là nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói dối và nói theo dệt. Ý 3 là tật đố, sân khỏe và si mê. 10 việc như vậy không thuận thánh đạo, gọi là 10 ác hành. Nếu ngưng các ác này, gọi là 10 điều lành, thiện hành. Chương thứ tư này chỉ rõ thiện ác vô tính như trở bàn tay. Sinh tử hay niết bàn đều do ba nghiệp này, chẳng phải từ thứ gì khác. Dứt mạng sống của vật khác gọi là sát sinh, không cho mà lấy gọi là trộm cắp. Hai bên giao hợp với nhau gọi là dâm dục, gây não loạn đôi bên gọi là lưỡi đôi chiều, chửi rủa mắng nhiếc gọi là ác khẩu, lời nói ác. Tâm khẩu trái nhau gọi là nói dối, lời nói nông nổi vô nghĩa gọi là ỷ ngữ theo dệt. Tham muốn bỏng sẻn, khó chịu khi người khác có lợi, đó gọi là tật. Hung hăng, tàn nhẫn, ôm thù kết quán gọi là khuể. Nơi các sự lý đuôi mù không hiểu gọi là si. Bảy điều về thân khẩu chỉ là nghiệp đạo, ba điều về ý thuộc phiền não đạo. Do hoặc tạo nghiệp tất chiêu quả khổ, chịu bao đời dính mắc trong ba cõi nên không thuận với thánh đạo. Nếu ngưng các ác này gọi là 10 điều thiện. Khí như phá bóng tối thì là ánh sáng, hễ băng tan thì là thành nước. Song ác đã có sự ác, lý ác, nên khi trở ác thành thiện cũng có sự thiện, lý thiện. Trong sự thiện thì hạ phẩm của thập thiện là nhân của tu la, trung phẩm là nhân của nhân đạo, thượng phẩm là nhân của thiên đạo. Trong lý thiện thì chân đế là nhân của nhị thừa, tục đế thiện là nhân của Bồ Tát, trung đế thiện là nhân của Phật thừa. Ba lý thiện này đều gọi chung là thượng thượng phẩm của thập thiện, bởi vì hành sự thiện chưa hẳn đã đạt được lý thiện, nhưng nếu hành lý thiện tất gồm đủ trọn vẹn sự thiện. Chương 5. Phật dạy, người có nhiều tội lỗi không biết tự hối, để mau ngừng tâm quấy, tội đến nơi thân như nước về biển, lâu dần thêm nhiều. Nếu người có lỗi tự hiểu biết quấy, đổi ác thành thiện, tội từ tiêu diệt, như bệnh được ra mồ hôi, từ từ hết bệnh. Chương thứ năm này thừa ý chỉ ác hành thiện của phần trên mà khuyến khích sửa lỗi lầm làm hành thiện. Có tội không hối khác nào nước chảy về biển, một ngày một diệu biết lỗi liền sửa, giống như bệnh được ra mồ hôi, tự trừ được các tà khí xâm nhập. Chương 6. Phật dạy, kẻ ác nghe điều thiện thường đến quấy phá, nên phải tự cấm ngăn, đừng sinh tâm giận trách, kẻ đến gây ác sẽ tự bị ác hại. Chương thứ 6 này nêu rõ thiện năng thắng ác và ác không phá được thiện. Văn trên khuyên người chỉ ác hành thiện, sửa lỗi hướng thiện, lẽ e có người ngu sợ kẻ ác gây rối mà không dám hành thiện, nên trăn trước bằng cách nói phải cẩn thận, đừng giận trách kẻ ác, bởi lẽ ác kia nơi gã nọ không dính dấp gì đến ta. Nhưng gương sáng hiện khuôn mặt xấu, do mặt kia xấu còn gương có xấu bao giờ? Hơn nữa vừa sinh tâm giận trách, ác của kẻ kia đã nhiễm sang mình, thành ác của ta mất rồi. Chương 7. Phật dạy, có người nghe ta giữ đạo, hành đại nhân từ nên đến mắng Phật, Phật im lặng không đáp. Mắng xong mới hỏi, ông mang lễ đến cho ai? Người ta không nhận lễ trở về ông chăng? Đáp rằng, về tôi. Phật nói, này ông mắng tôi chẳng hề dặn, ông hãy tự mang quả kia trở về thân ông. Do dư âm gian theo tiếng, ảnh theo hình, chung cục không sao rời nhau được, nên phải cẩn thận, đừng nên làm ác. Chương thứ 7 này minh chứng cho điều kẻ đến gây ác sẽ tự chịu ác của chương trước. Nay bị người mắng nhiếc, tươi tỉnh không giận, như nhận thiệp cảm tạ, coi như kẻ kia mắng đúng vậy. Nghĩ xem, và hỏi, Phật đã đại từ, sao không khiến cho người mắng kia khỏi quà,
đáp rằng: Phật há muốn cho họ bị họa, đó là do họ tự dời họa hoạn. Nay khuyên người nên cẩn thận đừng làm ác, đó là trừ ác tận gốc rễ, từ bi vô cùng vậy. Chương 8. Phật dạy: Kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt phun nhổ, nhổ chưa tới trời đã rơi lại mình. Như ném cát ngược gió, cát không tới người trở ngược lại làm nhơ thân mình. Người hiền không thể hủy hoại được, nên tai họa tất phải diệt mất. Chương thứ 8 này khuyên ngăn kẻ ác không nên hại người hiền, cùng ngợi khen người hiền. Nếu thực là người hiền, khác nào trời cao ngược gió, những thứ dơ dáy cát bụi kia làm sao thấy được. Nếu còn bị hủy hoại được, ác chưa thật hiện. Chương 9. Phật dạy: Mến đạo nghe nhiều, có hiểu được đạo, thủ chí hành đạo, đạo đó lớn nhất. Chương 9 này khuyên người học đạo tu hành, nghe pháp phải tư duy rồi phải tu, không nên chỉ quý và coi trọng cái học nơi miệng và tai. Nghe nhiều là không biết tùy theo văn mà nhập quán, chỉ mong cố nhớ lời nói không thôi. Mến đạo là chẳng rõ đạo, vốn tức tâm, mãi vọng cầu đạo ngoài tâm. Thủ chí là niệm niệm xu hướng bồ đề, không bị tâm danh lợi xen tạp. Phụng đạo, hành đạo là niệm niệm thể hội nguồn tâm, không còn cầu tìm bên ngoài nữa. Chương 10. Phật dạy: Thấy người bố thí vui vẻ trợ giúp, được phúc vô cùng. Sa môn hỏi rằng: Phúc này hết chăng? Phật dạy: Giống như lửa ngọn đuốc, dù trăm ngàn người mang đuốc đến chia lấy, nấu ăn trừ tối, lửa nơi đuốc này vẫn y như cũ, phúc cũng như vậy. Chương 10 này chỉ rõ công đức tùy hỷ, mình và người đều có lợi, được phúc không cùng tận. Bố thí có ba: thứ nhất, tư sinh thí, tài thí, dùng tiền của cấp phát cho kẻ nghèo cùng. Thứ hai, vô quý thí, trừ diệt nỗi âu lo khốn khổ trong cơn hoạn nạn của người. Thứ ba, pháp thí, dùng tam học giúp người được tứ ích. Chẳng những tự mình hành ba loại thí được phúc vô kể, mà ngay đến chỉ thấy người hành thí tán trời vui vẻ, phúc cũng không hết. Sa môn hỏi là để giải nghi, vì an người ngu đương hành bố thí, thấy người tùy hỷ, sợ người chia mất công đức của mình, nên lấy lửa đuốc làm thí dụ cho họ hiểu. Bởi vì chẳng những không bớt đi mãi mãi phúc nào của mình, mà phúc báo kia triển chuyển thêm thù thắng. Xưa có hai người hái hoa, một người tự đem cúng Phật, người kia cho người khác đem cúng Phật. Khi hỏi Di Lặc đáp rằng: Người tự cúng thành quả Bích Chi Phật, người cho thiên hạ thành vô thượng Bồ Đề. Bởi vì riêng vui không bằng cùng cho người, cho ít không bằng cho nhiều. Đạo suốt thế gian đều luôn như vậy, nấu chín thức ăn thực thục dù cho thành quả thánh, trừ tối dù cho phá tam chứng. Chương 11. Phật dạy: Cúng cho 100 người ác không bằng cúng một người thiện, cúng 1.000 người thiện không bằng cúng cho một người giữ năm giới, cúng vạn người giữ năm giới không bằng cúng một vị Tu Đà Hoàng, cúng 100 vạn Tu Đà Hoàng không bằng cúng một vị Tư Đà Hàm, cúng 1.000 vạn Tư Đà Hàm không bằng cúng một vị A Na Hàm, cúng 1 ức A Na Hàm không bằng cúng một vị A La Hán, cúng 10 ức A La Hán không bằng cúng một vị Bích Chi Phật, cúng 100 ức Bích Chi Phật không bằng cúng một tam thế chư Phật, cúng 1.000 ức tam thế chư Phật không bằng cúng một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Chương 11 này so sánh phúc điền, so sánh không đều, để người ta biết mà quy hướng. Một thiện hơn 100 ác, bày chỗ dễ trước để dễ hiểu. Một người giữ 5 giới hơn 1.000 người thiện, vì người thế phụng hành thập thiện, chỉ theo pháp xưa, không lấy tam quy làm thể, nên không thành tựu bờ bến xuất thế. Nếu thọ tam tự quy, phụng trì 5 giới, làm đệ tử Phật, liền biết các môn tứ đế, tứ niệm xứ, nên trong đời này mới có thể chứng đắc được tam quả. Vì vậy hơn người thường đến 100.000 lần. Một vị Tu Đà Hoàng thắng hơn vạn người giữ ngũ giới. Tu Đà Hoàng đã đoạn trừ kiến hoặc, dự vào hàng thánh, nên trội hơn xa hàng nội ngoại phạm. Một vị Tư Đà Hàm thắng hơn 100 vạn Tu Đà Hoàng. Tư Đà Hàm đã đoạn 6 phẩm tư hoặc của dục giới, phiền não dơ dần, khiến bậc Tu Đà Hoàng khi chưa tu thắng tiến hành, không sao biết được cảnh giới của nhị quả, nói chi đến được. Một A Na Hàm thắng 1.000 vạn Tư Đà Hàm. A Na Hàm đã đoạn trừ 9 phẩm tư hoặc của dục giới, khiến 1.000 vạn Tư Đà Hàm cũng không biết được cảnh giới của quả thứ ba, huống hồ là tới được. Một A La Hán thắng ức A Na Hàm, vạn vạn gọi là ức. A La Hán trừ sạch kiến tư, siêu xuất tam giới,
chẳng phải là chỗ của ba quả có thể biết được. Bích Chi Phật có hai loại. Thứ nhất, ra đời nhằm lúc còn Phật, do giáo pháp thập nhị nhân duyên, ngộ đạo trừ tập khí, gọi là duyên giác. Thứ hai, ra đời lúc không còn Phật, quán sát mọi vật đều là quyển hóa, tự ngộ pháp vô sinh, đoạn kết trừ tập khí, gọi là độc giác. Do vị A-la-hán chỉ đoạn trừ chính sử, Bích Chi Phật còn thêm trừ sạch các tập khí, nên một Bích Chi Phật thắng 10 ức A-la-hán. Tam thế chư Phật là nói theo tạng đầu Phật quả, tu hành lục độ, ba đại A-tăng kỳ kiếp, các tập khí đều đã đoạn trừ hết, lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nên một Phật thắng hơn 100 ức Bích Chi Phật. Người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, chỉ từ sơ trụ trở lên trong viên giáo cũng có thể kiêm nhiếp sơ địa của biệt giáo, Phật địa của thông giáo. Bởi vì thông giáo thể xác nhập không, biết tất cả pháp vô tính, nên niệm tức vô niệm, trụ tức vô trụ, tu tức vô tu, chứng tức vô chứng. Đến khi thành Phật, có thể thị hiện thân cao lớn nhất nơi trời sắc cứu cánh, thống lãnh 3000 thế giới. Riêng quan hỷ địa, viên mãn, phát tu tâm trụ đều đã phần chứng pháp thân, nên đều có thể thị hiện làm Phật nơi trăm cõi, đủ bát tướng thành đạo. Cho nên cúng một vị này thắng hơn 1000 ức tam thế chư Phật. Lại nữa, 8 bậc trước đều nói về điền, bậc thứ 9 này tức nói về tâm. Bởi lẽ chưa đạt được hết các pháp, niệm vốn vô niệm, trụ vốn vô trụ, tu vốn vô tu, chứng vốn vô chứng, nên trong pháp bình đẳng, phân hơn phân kém. Nếu liễu đạt được diệu lý vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, thì dưới từ kẻ ác trên đến chư Phật, ai cũng là bậc vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Cho nên người cúng Phật thức ăn, Phật thí lại cho chó đói, công đức không khác. Duy Ma dâng một phần lên Năng Thắng Như Lai, một phần bố thí cho người ăn xin thấp hèn nhất, phúc vẫn bằng nhau. Như không rõ sự sai biệt hơn kém của phúc, ắt không hiểu bày được chỗ quý và đầy đủ của sự tu đức. Nếu không thấu triệt được chúng sinh và Phật vốn từ bình đẳng, tất không sao ngộ được nguyên nguyên của tính đức. Đó là nói thường đồng thường khác, thường khác thường đồng, pháp giới pháp nhĩ, di diệu pháp mục. Chương 12. Phật dạy người ta có 20 điều khó làm. Bần cùng bố thí là khó, giàu sang học đạo là khó, bỏ thân phải chết này là khó, được gặp kinh Phật là khó, xin gặp thời Phật là khó, nhẫn sắc nhẫn dục là khó, thấy điều tốt không cầu là khó, bị nhục không sân là khó, có quyền không lấn người là khó, xúc sự vô tâm là khó, học rộng nghiên cứu nhiều là khó, trừ diệt ngã mạn là khó, không khinh người chưa học là khó, tâm hành bình đẳng là khó, không nói thị phi là khó, gặp thiện tri thức là khó, kiến tính học đạo là khó, tùy quá độ nhân là khó, thấy cảnh không động là khó, thiện giải phương tiện là khó. Chương 12 này lượt nêu lên 20 điều khó để khuyên răn dạy. Thuận theo thế tình thì dễ, trái thế tình thì khó. Song nếu có thể phát quyết tâm mạnh mẽ thì tuy khó mà dễ, còn chỉ thuận theo thế tục thì có dễ cũng thành khó. Phàm nghèo khổ mà dám bố thí là khó, nên giàu chỉ thí chút đỉnh cũng được phúc rất nhiều, nên cố gắng bố thí vậy. Nhưng hiện nay thấy rất nhiều người nghèo biết bố thí, trái lại nhiều người giàu lại không chịu bố thí, do nơi bỏ sẻn vậy. Giàu có học đạo khó, cứ xem chuyện bố thí đủ biết. Con người quý trọng nhất cái thân này nên dám xả thân này, tức là việc không thể làm nổi. Nhưng lại chưa từng nghe có người sợ chết, lo giữ thân mạng mà được sống hoài không chết, nên cần gì mà tham tiếc. Kinh Phật khó gặp, nay mai được thấy kinh Phật. Nếu không suy đến cùng lý, thấu rõ tinh túy, thì khác gì kẻ không gặp. Khó xin gặp Phật, nay mai gặp đời có Phật, mà không tiến tu kịp thời, khác nào thời không có Phật. Sắc dục tuy là điều ưa thích của tình ái, song xét kỹ thì vui ít khổ nhiều, hoặc quán sắc dục như quyển như ảnh, tất không khó nhận chế. Nếu thấy tốt không cầu là biết điều đó vì tất đã cầu được, nên tâm tham phải ngừng. Nếu khi bị nhục chỉ lấy tình khoan thứ lỗi lý, ý sân tất tự lắng xuống. Coi phú quý như xương đầu ngọn cỏ, làm sao có thể cậy quyền lấn người được. Quán cảnh giới và mọi sự chẳng khác duyên trong mộng, hà tất mệt trí sắp xếp lo toan. Học rộng mà không xét sâu, như vào biển lớn không có kim chỉ nam, làm thế nào có thể hội lý. Cậy tài học mà sinh ngã mạn,
như đổ đất mềm để bón lúa đề bài, trở hai lúa tốt. Phật thường dạy có bốn thứ không được xem thường. Thứ nhất là lửa, dầu nhỏ cũng không được lơ là. Thứ hai là trồng, tuy nhỏ song đừng nên coi thường. Thứ ba là dương tử, tuy nhỏ nhưng không được xem thường. Thứ tư là sa môn, tuy trẻ song đừng nên coi thường. Này khinh thường người mới học là do chưa biết điều không nên xem thường. Tâm bình đẳng, ác cúng nan thắng Như Lai, phúc cũng đồng với cúng gã ăn xin nghèo hèn. Hết thị phi, tất hết cả mọi pháp đều là Phật pháp. Chưa bỏ hết tình kiến thị phi, quyết không thể thấy được pháp giới, chân thiện tri thức. Không thấy được thật tính của tâm nơi một niệm hiện tiền, quyết không thể học đạo vô thượng. Không học đạo xứng tính quyền thật, không thể tùy hóa độ nhân. Chưa đạt được phương tiện tùy hóa độ nhân, làm sao có thể nhìn sự cảnh thật pháp giới mà vẫn nhất tâm bất động? Nếu không thể trong mỗi pháp giới thấy đủ sự lý của tất cả pháp giới, làm sao khéo hiểu phương tiện đồng thể được? Nên biết 20 điều này càng sao càng khó hành hơn trước vậy. Chương 13. Sa môn hỏi Phật: Do nhân duyên nào biết được túc mạng, hiểu được chỉ đạo? Phật dạy: Tịnh tâm thủ chí, hiểu được chí đạo, khí như chùi gương sáng, trừ dục vô cấu, biết được túc mạng. Chương 13 này ý câu hỏi chú trọng về nơi vấn đề túc mạng đề trước, câu trả lời lại đặt nặng nơi vấn đề hội đạo, hiểu đạo. Bởi lẽ biết được túc mạng chưa hẳn đã hội được chí đạo, nhưng hội chí đạo chắc chắn biết được túc mạng. Chương 14. Sa môn hỏi Phật: Điều gì là thiện, điều gì lớn nhất? Phật dạy: Hành đạo chủ thân là thiện, chí hợp với đạo là lớn. Chương 14 này nêu rõ không thiện nào thiện hơn điều thiện chân tu, không lớn nào lớn hơn cái lớn thật chứng. Hành đạo thủ chân, tất muôn pháp lành đồng gom về, chí hợp với đạo, ắt viên mãn pháp giới thể. Chương 15. Sa môn hỏi Phật: Cái gì mạnh nhất, cái gì sáng nhất? Phật dạy: Nhẫn nhục mạnh nhất, vì không chứa ác, là kim cả an lẫn khỏe. Người nhẫn không ác nên được tôn kính. Diệt hết cấu tâm, thanh tịnh không tì vết là cái sáng nhất. Bởi từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, muôn sự trong mười phương, không gì không thấy, không gì không biết, không gì không nghe, đắc nhất thiết trí, nên nói là sáng vậy. Chương 15 này minh chứng nhẫn nhục mạnh nhất, diệt cấu quế sáng nhất. Nhẫn có ba loại. Thứ nhất, nhẫn nại quán hại, còn gọi là sinh nhẫn. Thứ hai, an thọ khổ nhẫn, còn lại là pháp nhẫn. Thứ ba, đế sát pháp nhẫn, hay gọi đệ nhất nghĩa nhẫn. Đây là chiếu theo nhẫn nại quán khổ mà nhập đệ nhất nghĩa vậy, văn còn lại dễ hiểu. Chương 16. Phật dạy: Người mắc ái dục không thấy được đạo, thí như nước lắng lấy tay khuấy nước, mọi người cùng đến soi không thấy được ảnh của mình. Người ta do ái dục lao sao, trong tâm vẫn đục nên không thấy đạo. Các thầy sa môn nên xả ái dục, trừ sạch cấu quế ái dục mới thấy được đạo. Chương 16 này chỉ rõ mặt nước tâm của con người vốn lắng trong chính là chí đạo, song do ái dục khuấy đục nên không sao trong một niệm hiện rõ ảnh tượng thập giới. Xả ái dục của tam giới, hết kiến tư cấu, ắt thấy được đạo chân đế. Xả ái dục thiên chân, trừ sạch trần sa cấu, ắt thấy được đạo tục đế. Xả quả báo ái dục, trừ hết cấu vô minh, ắt thấy được đạo trung đế. Chương 17. Phật dạy: Phàm người thấy đạo như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền diệt, chỉ còn ánh sáng. Học đạo thấy đế liền diệt vô minh, trí sáng còn mãi. Chương 17 hiển bày rõ ràng vô minh vốn vô tính, nên hãy thấy đạo là diệt trừ vô minh vĩnh viễn. Đồng thời nêu rõ nếu vô minh chưa diệt, không được gọi là thật thấy đạo, chân kiến đạo. Biết vô minh có thể diệt nên không sinh nản lòng, rõ chân lý vốn thường sáng soi, nên trừ được tăng thượng mạng. Chú thích chương 17: Tăng thượng mạng, chưa chứng nói chứng. Chương 18. Phật dạy: Pháp ta niệm niệm vô niệm, hành hành vô hành, nói lời vô ngôn, tu sự tu vô tu. Người hiểu thì gần đạo, người mê thì xa. Dứt hết mọi nói năng, chẳng vật nào câu thúc được. Nếu chỉ sai mãi mai, mất đạo trong nháy mắt. Chương 18 này chỉ rõ niệm hành ngôn tu đều vượt khỏi hai lẽ hữu vô, có không. Không thể dùng hữu vô thường tình diễn bày được. Niệm tức vô niệm, nên thường niệm cái niệm vô niệm này. Há nào không phải niệm là vô niệm? Ba điều hành ngôn, tu kia cũng hiểu theo ý này. Hiểu được điều này, ắt xuất sự toàn chân, làm gì cũng đúng. Ngược lại, mê mờ điều này,
ắt càng cố tới đạo càng xa. Tướng ngôn ngữ là tướng giải thoát, nên dứt hết mọi nói năng, ngôn ngữ đạo đoạn. Hết thảy sự vật là chân như tính, nên chẳng bị vật câu thúc. Vừa dẫm vào hữu vô là cách xa đạo như trời với đất, nên nói chỉ sai mãi mãi. Vừa bước vào sự tư duy liền thành thành pháp, nên nói mất trong nháy mắt. Chương 19. Phật dạy quán trời đất niệm chẳng phải thường còn, quán thế giới niệm chẳng phải thường còn, quán linh giác tức là bồ đề, hiểu biết như vậy đắc đạo rất mau. Chương 19 này chỉ rõ duy tâm thức quán, bỏ hư còn thật, trời che đất chở, phàm tình cho là thường còn và thật có. Nay quán trời thì nóng lạnh thay nhau, quán đất thì hố gò đổi dời, đã vậy sinh diệt chẳng thường còn, há là thật phát ngoài tâm. Đại quán trong một thân, thế là sự trôi chảy, giới là các phương vị, thế niệm niệm không ngừng trôi, khiến giới cũng theo đó mà không định. Như vậy nơi đó há có thật ngã thật pháp sao? Đó là loại bỏ các gốc hư vọng của biên kế. Lại quán tính linh giác trong một niệm hiện tiền, tức lìa hai chấp ngã pháp thành tứ trí bồ đề. Đó là giữ lại thật tính của y, tha khởi, duyên, thành thật. Bỏ hư vọng ác không tăng ít bán, giữ thật ác không tổn giảm bán, chẳng hữu chẳng vô liền kế hợp trung đạo vậy. Chương 20. Phật dạy phải niệm bốn đại nơi thân, mỗi thứ tự có tên đều là vô ngã, ngã đã đều không có nên đều như quyển. Chương 20 này dạy lấy bốn đại quán thân mà nhập vào pháp môn như quyển. Chất cứng trong thân gọi là đất, ướt gọi là nước, ấm gọi là lửa, đồng gọi là gió. Kiếm ngã rút cuộc không có được, năng thành sở thành, thể đều như quyển, năng quán sở quán cũng là như quyển. Nên một thí dụ về quyển có thể không đạt lý, không giả trung. Cho nên biết rằng bốn đại quán thân là cửa chung của tứ giáo. Chương 21. Phật dạy người thích tình dục cầu sự thanh danh, khi được thanh danh thân đã già suy, tham danh lợi thế gian, không lo học đạo, uổng công nhọc sát, như lửa đốt thân, tuy nghe mùi hương, hương cũng thành tro, còn lửa đốt thân ở ngay sau mình. Chương 21 này nói rõ người háo danh lợi chẳng những vô ích lại còn tổn hại vô cùng. Chương 22. Phật dạy tài sắc nơi người, người không thể bỏ, thí như lưỡi dao dính mật, không đủ ngon một bữa, trẻ con nếm mật ắt chịu quả đứt lưỡi. Chương 22 này nói rõ vị của tài sắc thì ít, mà cái hại thì rất nhiều, người có trí không thể giống như trẻ con kia. Chương 23. Phật dạy người bị vợ con nhà cửa trói buộc còn chắc hơn lao tù, lao tù còn có ngày được thả, vợ con trói không có cả niệm xa rời, lòng yêu mến sắc há sợ theo đuổi, tuy có quà kề bên miệng hùm lòng vẫn cam chịu, vào bùn tự chìm nên gọi là phàm phu, rõ được cửa này là la hán xuất trần. Chương 23 này như rõ nhà cửa vợ con chôn vùi con người, khuyên phải mau xa tránh dục giới, lấy quyến thuộc nam nữ làm vợ chồng con cái, các thứ lâu đài cung cát làm nhà cửa, sắc giới lấy vị thiền làm vợ con, tứ thiền thiên làm nhà cửa, vô sắc giới lấy si định làm vợ con, tứ không thiên làm nhà cửa, là chỗ gặm nhấm của ái kiến, quả như bên miệng hùm, còn như các hàng khác nhị thừa lấy vị giải thoát làm vợ con, khiên chân niết bàn làm nhà cửa, quyền giáo lấy du hí thần thông làm vợ con, rời chân vào tục, xuất chân thiệp tục làm nhà cửa, thấu triệt được hai môn không hữu mới thành quả trung đạo vô sinh. Chương 24. Phật dạy ái dục không gì hơn sắc, không gì lớn hơn, may chỉ có một, nếu có hai thứ đồng nhau, người trong khắp thiên hạ không ai có thể gì đạo nổi. Chương 24 này nêu rõ sắc dục là chứng bình đẳng của chúng sinh, trong kinh Phật danh nói không trừ dâm tâm không thể xuất trần. Chương 25. Phật dạy người ưa ái dục chứ cầm đuốc đi ngược gió, tất phải chịu quả phỏng tan. Chương 25 này nêu rõ ái dục không thể nào gần gũi được, cầm đuốc ngược gió chưa từng có ai không phỏng tan. Gần gũi ái dục, thân tịnh pháp há không tổn hại sao? Tài phương tiện há được an lành sao? Chương 26. Thiên thần với ngọc nữ cho Phật muốn hoài ý Phật, Phật dạy bao gia hôi hán lại đây làm gì, đi ta không dùng đâu. Thiên thần càng kính, nhân hỏi ý đạo, Phật giải nói cho liền chứng quả tu đạo quả.
Chương 26 này nói rõ Phật không bị ma nhiễu loạn nên quá độ được ma. Thiên thần tức Ma Dương ba tuần. Phật khi mới thành đạo, Ma Dương đem giáp binh tới, không hại được Phật, liền hiến dân tâm nữ, cũng không nhiễu loạn được Phật, nên quy theo Phật và chứng sơ quả. Nếu có thể quán nữ nhân chỉ là túi da hôi hám, ắt trừ được dâm ý, mình và người đều lợi ích. Chương 27. Phật dạy, phàm người hành đạo như gỗ dưới nước, theo dòng trôi đi, không dừng hai bên bờ, không bị người vớt, không bị quỷ thần ngăn, không bị nước xoáy giữ, không bị mục nát. Ta bảo đảm cây này chắc chắn trôi ra biển. Người học đạo cũng vậy, nếu không bị tình dục mê hoặc, không bị các điều tà nhiễu loạn, tinh tiến vô vi, ta chắc chắn rằng người này sẽ thành đạo. Chương 27 này dùng thí dụ nói rõ người học đạo nên tránh xa các chướng ngại. Hai bên bờ dụ cho tình dục, tức có kiến tư tình dục, vô minh tình dục. Kiến tư tình dục là dám nhiễm sinh tử như mắc bờ này, vô minh tình dục là đắm nhiễm niết bàn như dướng bờ kia. Người và quỷ thần dụ cho các thứ tạc, bị dướng lưới ái như bị người vớt, thấy lưới giăng che như bị quỷ thần ngăn, không bị nước xoáy giữ lại là ngược lại với tinh tiến. Mục nát là trái ngược với vô vi, bởi lẽ đã không thể trực tâm chính niệm chân như. Mỗi khi dục đến thì thối lui như dòng nước lũ chảy ngược, không đạt được vô vi pháp tính. Ác chỉ là chấp trước tướng tu phúc huệ, chung cục thành mục nát. Cho nên nếu không bị tình dục sinh tử niết bàn gây hoạt loạn, không bị ái kiến các tà nhiễu loạn, chính niệm chân như mà tinh tiến liễu đạt pháp tính vốn vô vi, người này chắc chắn thành đạo. Chương 28. Phật dạy, cẩn thận đừng tin ý mình, ý mình không thể tin. Cẩn thận đừng gần sắc, gần sắc quả liền sinh. Đắc quả A-la-hán mới có thể tin ý mình. Chương 28 này nhấn mạnh ý mã khó điều phục. Tai họa về sắc là thứ nên tránh. Chúng sinh từ vô thủy đến nay chỉ vì buông lỏng tình ý mà chịu mãi luân hồi, chưa chứng A-la-hán, thường cùng ở với vô minh ái kiến mạng, há có thể tự tin ý mình mà không lo suy xét lựa chọn. Chương 29. Phật dạy, cẩn thận đừng nhìn nữ sắc, cũng đừng cùng nói chuyện. Nếu cùng họ nói phải chính tâm tự niệm, ta là sa môn ở trong đời trượt, phải như hoa sen không bị bùn nhơ, coi người già như mẹ, người lớn như chị, người trẻ như em, người nhỏ như con, xin tâm cứu độ, ngưng trừ ác niệm. Chương 29 này chỉ ra phương tiện sa người nữ phòng quả hoàng phát hiện nghiệp ác. Trước hết dùng hoa sen không nhiễm để tự làm chỗ cầu mong, ắt được chính niệm tư lợi, lại coi như mẹ, như chị, như em, như con mà tìm cách cứu độ, ắt được từ tâm lợi tha. Đã tương ưng với hai lợi từ tha, ắt niệm tự nhiên phải diệt. Chương 30. Phật dạy, phàm người hành đạo như mặt cỏ khô, lửa đến phải tránh, người tu thấy dục phải cần đánh xa. Chương 30 này dẫn lời răng phải tránh xa các dục, đừng để cho lửa dục thiêu đốt. Sáu tình căn, lục tình căn giống như cỏ khô, cảnh lục trần giống như lửa dữ, chưa đạt đến mức tâm cảnh đều không, phải nên tu hạnh xa lìa, thắng hạnh diễn ly. Chương 31. Phật dạy, có người sợ không ngừng được dâm, muốn tự đoạn âm. Phật dạy người ấy rằng, nếu muốn đoạn âm chẳng bằng đoạn tâm. Tâm như dị quan, nếu dị quan ngừng, kẻ hầu đều yên, tà tâm không dịch, đoạn âm ích gì. Phật lại nói, dục sinh từ nơi ý, ý do tư tưởng sinh, hai tâm đều tịch tỉnh, chẳng sắc cũng chẳng hành. Phật dạy kệ này do Phật Ca Diếp nói. Chương 31 này điêu rõ đoạn trừ dục nên trừ từ tâm. Phép đoạn tâm suy từ dục này do ý sinh, ý lại từ tư tưởng sinh. Chỉ có tư tưởng này là tự sinh, sinh ra cái khác cùng sinh, không có nhân sinh. Suy nghĩ như vậy, tư tưởng tịch diệt, ý cũng tịch diệt. Bởi ý tịch diệt, dục cũng tịch diệt. Bởi dục tịch diệt, quán hết thảy sắc như ảnh trong gương, tức là chẳng sắc phi sắc. Quán hết thảy hành như bọt nước, tức là chẳng hành phi hành. Từ trên các Đức Phật lần lượt truyền thọ, cũng chẳng qua chỉ truyền phương tiện điều phục tâm này mà thôi. Chú thích chương 31, đoạn âm, tự hoàn bộ phận sinh dục. Chương 32. Phật dạy, từ ái dục sinh âu lo, từ âu lo sinh sợ sệt. Nếu lìa bỏ ái dục, còn âu lo, còn sợ sệt nào nữa? Chương 32 này suy từ ái dục sinh ra âu lo và sợ sệt, khuyên nên trừ dục bỏ ái. Chúng sinh từ vô thủy đến nay nhận lầm bốn đại là tướng tự thân,
nhận làm sáu trần, duyên ảnh là tướng tự tâm, rồi chấp trước tham luyến không chịu tạm xả, nên phát sinh muôn thứ âu lo, vô số sợ sệt. Chỉ cần dùng bốn đài quán thân, biết thân vô ngã, dùng tứ dần quán tâm, rõ tâm vô thường, ái dục đã trừ, âu lo và sợ sệt cũng chẳng còn. Chương 33. Phật dạy, phàm người hành đạo, thí như một người đánh với vạn người, mặc giáp ra thành, nếu ý khiếp sợ, hoặc giữa đường thối lui, hoặc chiến đấu mà chết, hoặc đắc thắng trở về, sa môn học đạo nên kiên trì tâm mình, tinh tiến dũng cảm, không sợ cảnh trước, phá diệt chúng ma mà thành đạo quả. Chương 33 này thí dụ rõ ràng về người học đạo nên gồm đủ giới định huệ, tâm phải chuyên tinh học đạo. Thí như một người, các hoạt tập khí hư vọng từ vô thủy, thí như vạn người, thọ trì tịnh giới giống như áo giáp, kiên trì tâm mình, tất ý không khiếp nhược, đó là giới lực. Tinh tiến dũng cảm, ác không nửa đường thối lui, đó là định lực. Không sợ cảnh trước, tất không bị chiến đấu chết, đó là huệ lực. Hợp ba lực này phá diệt chúng ma từ vô thủy, chứng thành đạo quả, chính là đắc thắng trở về. Chương 34. Sa môn đêm tụng kinh Ca Diếp Phật Di Giáo, âm thanh thê thiết khẩn trương. Nghĩ hối muốn thối chí, Phật hỏi vị này: xưa còn tại gia, ông làm nghề gì? Đáp: thường hay đàn. Phật hỏi: dây trùng thì thế nào? Đáp: không kêu. Dây căng thì như thế nào? Đáp: mất tiếng. Giữa căng và trùng thì như thế nào? Đáp: các âm đều phát. Phật dạy: sa môn học đạo cũng vậy, nếu tâm thư thích có thể đắc đạo. Học đạo nếu quá sức, quá sức làm thân mệt, thân nếu bị mệt, ý tức sinh não phiền, ý nếu sinh não, hành ắt phải thối, hành đã thối lui tất tội gia tăng. Chỉ có sự thanh tịnh an lạc, đạo mới không mất. Chương 34 này nêu rõ pháp học đạo phải khéo điều thân, đừng để căng hay trùng quá làm mất tâm đạo. Nho gia cũng nói: hễ tiến nhanh ắt lui lẹ, lại nói đừng quên đừng quá. Lễ tam thừa cũng không ngoài lệ này. Chương 35. Phật dạy: như người rèn sắt, trừ hết cặn thì thành đồ vật, đồ vật ắt tinh hảo. Người học đạo trừ tâm cấu nhiễm, hành ắt thanh tịnh. Chương 35 thí dụ chỉ rõ cấu nhiễm không thể không trừ. Chỉ cần trừ cấu nhiễm tức thành thanh tịnh, chỉ sạch hết phàm tịnh, không có thánh giải nào khác. Chỉ có trừ pháp che mờ, không có pháp cho ánh sáng nào khác. Thành Phật làm tổ, há nơi ngoại tâm có pháp đắc được sao? Chẳng qua chỉ là tinh trừ các tập khí mà thôi. Chương 36. Phật dạy: người xả ác đạo được làm người khó. Đã được làm người, bỏ nữ làm nam khó. Đã được làm nam, sáu căn đồng đủ khó. Sáu căn đầy đủ, sinh nơi Trung Quốc khó. Đã sinh Trung Quốc, gặp đời có Phật khó. Gặp đời Phật khó, đã gặp đời Phật lại gặp đạo khó. Đã được gặp đạo, phát tính tâm khó. Đã phát tính tâm, phát tâm Bồ Đề khó. Đã phát tâm Bồ Đề, vô tu vô chứng khó. Chương 36 này lần lượt chỉ rõ những việc khó được để cảnh tỉnh mọi người, đừng đánh mất lương duyên. Không đạt vô tu vô chứng, há được gọi là chân chính phát Bồ Đề tâm sao? Không phát chân chính phát Bồ Đề tâm, há gọi là tính tâm? Không hưng phát tính tâm, há gọi là gặp đạo? Đã không gặp đạo, có Phật vô ích. Đã gặp Phật cũng như không gặp. Tất Trung Quốc khác gì biên địa? Trung Quốc đã chẳng khác gì biên địa. Ắt sáu căn có đủ cũng như không đủ. Lục căn đã đủ cũng như không đủ. Tất nam tử cũng chẳng phải nam tử. Nam tử đã không thành nam tử. Ắt thân người có khác gì ác đạo? Lặng yên nghĩ coi, có thể đừng phát tâm Bồ Đề để mau ngộ yếu kỷ, vô tu vô chứng không? Chương 37. Phật dạy: Phật tử cách ta đến ngàn dặm, hằng ức niệm với ta, tất đắc đạo quả. Tại ngay cạnh ta, tuy thường thấy ta, không thuận theo giới ta, chung cục không đắc đạo. Chương 37 này nói rõ tâm gần, ác gần, tâm xa, ác xa, không luận xa gần và hình dạng vết tích. Kim khẩu nói lời thành thật, giới quan trọng như vậy, đệ tử đời mạt thế làm sao không suy xét? Trong Tăng Kỳ Luật chép:
Sứ Ba La Chỉ có hai tỳ kheo cùng làm bạn đồng hành đến Xá Vệ thăm hỏi Thế Tôn. Giữa đường khát nước, đến một giếng nước, tỳ kheo kia múc nước uống ngay. Tỳ kheo nọ thấy trong nước có trùng, không chịu uống. Vị tỳ kheo uống nước hỏi: "Tại sao không uống?" Đáp rằng: "Vì Thế Tôn chế giới không được uống nước có trùng." Vị kia lại khuyên: "Trưởng lão cứ uống, đừng để chết khát, sẽ không gặp được Phật." Đáp: "Tôi thà mất thân không quỷ giới Phật, nên bị chết khát liền sinh lên trời Đau Lợi, đủ thân cõi trời. Đêm đó đến trước chỗ Phật đảnh lễ nghe pháp, đắc pháp nhãn thanh tịnh." Vị tỳ kheo uống nước, hôm sau mới đến chỗ Phật. Phật biết nhưng cố hỏi: "Ông từ đâu lại? Có bạn đồng đi không?" Vị này đem câu chuyện đi đường đáp lại. Phật dạy: "Người ngu kia, ông không sao thấy được ta. Người thấy được ta là vị tỳ kheo đã chết kia, đã đến gặp ta trước. Nếu tỳ kheo phóng vật giải đãi, câm nhiếp các căn, tuy cùng ta ở một nơi cũng cách ta rất xa. Họ có thấy ta không thấy họ. Nếu có tỳ kheo nơi bờ biển bên kia, thường không phóng vật, tinh tiến không lười, thu nhiếp các căn, tuy cách xa ta vẫn thường thấy họ, họ thường gần gũi ta." Chương 38. Phật hỏi Sa Môn: "Mạng sống con người trong bao lâu?" Đáp: "Vài ngàn." Phật nói: "Ông chưa biết đạo." Lại hỏi vị Sa Môn khác: "Mạng sống con người trong bao lâu?" Đáp: "Trong một bữa ăn." Phật nói: "Ông chưa biết đạo." Lại hỏi vị Sa Môn khác: "Mạng sống con người trong bao lâu?" Đáp: "Trong một hơi thở." Phật nói: "Lành thay, ông thật biết đạo." Chương 38 này bày rõ mạng người vô thường, phải biết rõ điều này. Khoảng thời gian sắc tâm hợp giữa với không dứt gọi là mạng căn, lại nương chủng tử nơi thức giả lập, chẳng phải là thật pháp. Thở ra tuy còn, thở vào khó giữ, huống từng sát na niệm niệm sinh diệt, nếu chẳng phải lắng tâm để quán, hay là biết được sao? Xưa có vị vua ở Tây Thực không tin Phật pháp, hỏi tổ sư rằng: "Tôi thấy ngoại đạo tu đủ thứ khổ hạnh, còn chưa bẻ gãy được tâm dâm dục, còn Sa Môn thì tứ sự như ý, há đoạn được phiền não sao?" Tổ sư đáp: "Đại vương thử lấy một tội nhân sắp bị hành hình, bắt dùng tay bưng một bát đầy dầu, lại sai bốn tay phủ thủ cầm đao theo sau. Nếu không để đổ giọt dầu nào thì tha tội chết, nếu nhỏ một giọt đao phủ chém ngay, rồi cùng người tứ tội đi qua bốn ngã đường." Đại vương lại ban hết cung nữ âm nhạc, đàn ca múa hát khắp nơi, hỏi thử tội dân thấy nghe những gì. Nhà vua theo lời, khiến một tội dân tay ôm bát đầy dầu đi xuyên qua rừng nữ nhạc khắp bốn nẻo đường, một giọt cũng không rơi, nên được tha tội. Nhà vua dời đến hỏi: "Nhà ngươi nghe thấy gì ở bốn con đường?" Tội nhân đáp: "Tôi lúc đó chỉ sợ một hạt dầu rơi gươm bén sau cổ, nên chỉ thấy bát dầu trong tay, còn thấy thứ gì khác nữa." Tổ sư thưa với vua: "Người này chỉ vì tiếc thân sợ chết mà nơi sắc thanh không còn thấy nghe gì nữa. Hà hú Sa Môn cầm giữ là Phật dạy vô thường vô ngã, thường niệm đau đớn cái khổ của sinh tử trong vô lượng số kiếp, há không lo đoạn trừ phiền não? Như ngoại đạo kia không biết vô thường vô ngã, hành khổ hành xuông nên không lợi ích." Nhà vua bấy giờ mới tin nghe: "Ôi, thực biết mạng sống chỉ trong vòng hơi thở, sao còn đợi đau khổ cầm đau theo sao, tâm mới chịu không phóng dật." Chú thích: chương 38. Tứ sự gồm y phục ẩm thực, ngoà cụ thuốc men, hoặc phòng xá y phục ẩm thực thuốc men. Chương 39. Phật dạy: "Người học Phật đạo, những lời Phật nói đều nên tin theo, thí như ăn mật, giữa hay bên đều ngọt, kinh ta cũng vậy." Chương 39 này nói rõ kinh Phật đều nên tin theo, không nên vọng phân làm đại tiểu đốn tiệm mà sinh tâm đặt nặng hay coi thường. Lời dạy của Phật không ra ngoài quyền thật, vì thật nên bày quyền, khai quyền nên hiển thật. Tứ giáo đều riêng có tứ môn, mỗi môn đều có đủ tứ tất đạt. Này là có người chấp tiểu chê đại, chấp đại chê tiểu, chấp sự bác lý, chấp lý bác sự, đều ngược với ý chỉ của Phật. Chương 40. Phật dạy: "Sa môn hành đạo không như trâu kéo cối xay, thân tuy hành đạo, tâm đạo không hành. Tâm đạo nếu hành, thân chẳng cần hành đạo." Chương 40 này nêu rõ hành đạo tại tâm, không tại nơi hình tướng. Tâm không nhập đạo thì làm gì cũng là hình nghi bề ngoài, khác gì trâu kéo cối xay. Chương 41. Phật dạy: "Phàm người học đạo như trâu chở nặng, đi trong bùn sâu mệt nhọc vô cùng, không dám nhìn ngó hai bên, ra khỏi bùn sình mới được nghỉ ngơi. Sa môn nên quán tình dục còn hơn bùn lầy, trực tâm niệm đạo, ắt tránh được khổ."
Chương 41 này khuyên người phải trực tâm niệm đạo, nên lấy xuất đi tình dục làm hạn kỳ tu tập. Chương 42. Phật dạy: Ta coi ngôi vị Dương Hầu như bụi qua kẻ hở, coi vàng ngọc châu báu như ngói gạch, coi lụa là như vải thô, coi đại thiên thế giới như hạt tiêu, coi ao nước A Nậu như dầu rửa chân, coi phương tiện môn như bảo thành quá hiện, coi vô thượng thừa như vàng gắm trong mộng, coi Phật đạo như hoa đốm trước mắt, coi thiền định như cột tu di, coi niết bàn như ngày đêm thức giấc, coi đảo và chính như sáu rồng múa, coi bình đẳng như nhất chân địa, coi thịnh suy như cây bốn mùa. Chương 42 này kết minh Phật nhãn quán hết cả thảy mọi pháp để phá hết pháp chấp của chúng sinh. 100 năm ở nhân gian chỉ là một ngày đêm ở Đao Lợi Thiên, một đại kiếp ở Ta Bà chỉ là một ngày đêm ở Cực Lạc thế giới, nên Dương Hầu phú quý khác nào bụi qua kẻ hở. Các món vật dụng của chư thiên thường là bảy báu, đất ở Cực Lạc do vàng tạo thành, khi Di Lặc thành Phật, cõi này cũng đều là lưu ly. Huống gì vàng ngọc gạch nói do tứ di tạo thành, có gì đáng trọng? Mặc tuy lụa là, chẳng qua chỉ để che thân cho khỏi thèn xấu, nên giải thô có hại gì? Đại thiên thế giới cũng là duy tâm, một hạt tiêu cũng là duy tâm. Quán tướng nguyên là vọng, nên trong đó tính kệ lớn nhỏ. Quán tính nguyên là chân, tâm biến đại thiên thế giới chẳng lớn chẳng nhiều, tâm biến hạt cải chẳng nhỏ chẳng ít. Nước ao A Nậu như dầu rửa chân, cũng như các điều trên. Phương tiện môn là chư Phật lập bày các phương tiện như tam thừa, ngũ thừa. Chúng sinh quen theo pháp này cho thật có các quả. Nhưng đối với chư Phật, chẳng qua chỉ là vì thật bày quyền há có thật pháp, nên chỉ như bảo thành quá hiện. Vô thượng thừa tuy nói là sự thật nhất, song đều là lý sẵn đủ nơi bổn tính của chúng sinh. Ngoài tâm không pháp nên nói viên mãn bồ đề quy vô sở đắc. Đắc bồ đề viên mãn là quay về chỗ không đắc, như vàng gắm trong bồng, há thật có vật đắc được. Vô lượng Phật đạo là đối với phàm tình, phàm tình không sinh, Phật đạo sao có, nên gọi là vô di vô khởi diệt, chẳng thật như hoa đốm. Tu di cao hơn biển, sông gió không thể lay động. Thiền định giữ tâm, cảnh và thức không thể hoạt loạn, đổi dời. Song tu di không phải thật pháp chỉ do tứ bảo và tứ di hợp thành. Thiền định cũng không phải thật pháp chỉ do tâm, tâm sở tứ phần hợp thành. Sinh tử như đêm dài, thêm sự trói buộc của vô minh, nên ngày đêm đều như ngủ. Niết bàn như mặt nhật, trí huệ sáng soi, nên ngày đêm đều như thức tỉnh. Trôi lăn trong sinh tử chỉ là sáu căn, an lạc niết bàn cũng chỉ sáu căn. Trái giác hợp trần, đó gọi là đảo, song thật không giảm. Trái trần hợp giác ấy gọi là chính, mà thật không tăng, nên chỉ như sáu rồng múa, chẳng qua chỉ là đầu đuôi thay đổi mà thôi. Các pháp đã đều bình đẳng, tất tùy tiện cử một di trần pháp, tức cùng nhất chân như địa bình đẳng. Chẳng phải liền ngoài tất cả pháp riêng có một đại tổng tướng pháp môn, mà chính hết cả mọi pháp không pháp nào không phải là đại tổng tướng pháp môn. Nương nhất chân địa là diễn bày đạo, cũng như nương vào đại địa mà có cỏ cây bốn mùa. Mùa xuân sinh trưởng, mùa hè tươi tốt, mùa thu kết trái, mùa đông rơi rụng. Cứ sinh rồi tươi, tươi rồi kết, kết rồi rụng, mà đổi thay mãi. Hết lại bắt đầu, bắt đầu rồi lại hết, trải khắp mười phương, bày khắp ba đời đều là thần lực tự tại của Như Lai vậy. Phật thuyết tứ thập dị chư kinh và kinh này thu thập cả đốn lẫn tiệm. Phần đầu đề xướng thức tâm đạt bổn, hiện pháp vô di, gọi là sa môn. Lại nói tâm không vướng mắc đi đạo, cũng không kết nghiệp, vô niệm vô tác, chẳng tu chẳng chứng, không trải qua các vị, mà tự ở ngôi cao nhất, gọi đó là đạo. Ý chỉ vô trụ của kim cương, pháp môn bất nhị của duy ma, không qua kinh này. Lại nói cúng ngàn ức ba đời chư Phật không bằng cúng một người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Phàm người vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng là chỉ cho tự tính thiên chân Phật. Ba đời chư Phật chỉ giác ngộ điều này, chẳng có thứ gì thêm nữa. Trong các món cúng dường, pháp cúng dường là hơn cả. Pháp cúng dường là nhận biết được từ tâm, thông
thấu rõ pháp không tịch, niệm niệm Phật xuất thế, niệm niệm Phật diệt độ, là cúng dường bậc vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng, há chạy cầu bên ngoài sao? Đó là đúng giáo. Phần giữa nêu tứ chân đạo, thập thiên hành, chê trách dục nhiễm, khuyến khích phát tịnh nghiệp, cảnh giác thế gian không thường còn, giác ngộ mọi quyển quá, đó là tìm giáo. Phàm dục nhiễm không bỏ, ắt tịnh hành khó thành, tịnh hành khó thành, ắt bổn minh không phát. Nên nhắc đi nhắc lại, tu tập trừ bỏ ái dục, để trợ lực cho hành đạo thủ chân, phải quay về vô ngã, hiểu rõ vô ngã, cấu quế nơi tự tâm hết, thường quan hiển hiện, đó gọi là hiểu vô di pháp. Song người thế luôn luôn tham trước hữu di, không bỏ ái dục. Vì sao? Do không biết mạng người vô thường, thế giới quyển quá, hưởng cái vui giây lát, chịu cái nạn ngàn năm, giao mật đuốc gió, lời ấy thống thiết. Nếu là kẻ có chí trượng phu, ai mà không nao lòng tỉnh xét. Kinh nói, những lời Phật dạy, thí như ăn mật giữa bên đều ngọt. Người học hết tâm nơi đây, ắt ngũ bộ các kinh đều có cửa ngõ mà vào vậy. Học đạo dân bành tế thanh viết. Chú thích: một, bất nhị pháp môn, lý nhất thật, như như bình đẳng, không có bỉ thử khác biệt, gọi là bất nhị. Bồ Tát ngộ nhập lý nhất thật bình đẳng, gọi là nhập bất nhị pháp môn. Lý bất nhị không hai, là quỷ phàm của Phật đạo nên gọi là pháp. Chúng thánh do đây mà thu nhập nên gọi là môn. Phật giáo có 48.000 pháp môn. Pháp môn bất nhị hơn hết, vì trực kiến được thánh đạo vậy. Kinh Duy Ma ghi, Văn Thù Sư Lợi hỏi Duy Ma Cật, sao gọi là pháp môn bất nhị? Duy Ma im lặng không đáp. Văn Thù nói, lành thay, lành thay, chẳng còn ngôn ngữ văn tự, mới thật là pháp môn bất nhị vậy. Thập nhị môn luận sớ thượng, tịnh danh lấy lý làm môn, nhất đạo thanh tịnh nên gọi bất nhị. Cực chân khả quỷ gọi là pháp, chí diệu hư thông gọi là môn. 2. Thiên chân Phật, tên khác của pháp thân Phật, ý chỉ tự tính vốn đủ của chúng sinh, tức thiên chân độc lãng vậy. Thiên chân là nói bản thể bất sinh, người học đạo ngộ được thiên chân ấy, ắt thấu suốt rõ ràng xưa nay không có sinh tử niết bàn, phàm thân cũng chính là thân đại giác, đó gọi là thiên chân độc lãng. Chứng đạo ca, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyên tự tính thiên chân Phật, pháp thân đã ngộ không còn vật, tự tính sẵn là Phật thiên chân. Tông Cảnh Lục quyển 16. Tổ Phật cũng chỉ tâm này mà thành quả Phật, cũng gọi là thiên chân Phật, pháp thân Phật, tính Phật, như như Phật. 3. Đốn giáo. Đốn giáo và tiệm giáo gọi chung là nhị giáo, gồm có 3 nghĩa. 1. Phân đốn tiệm theo sự quá nghi của Phật, Như Lai thành đạo đối thẳng hàng Bồ Tát, thuyết pháp đại thừa gọi là đốn giáo. Từ Kinh A Hàm trở lên đến Pháp Hoa Niết Bàn mới nói tiểu thừa chung cục hiểu pháp đại thừa, đó là tiệm giáo. Tề triều Ẩn Sĩ Lưu Cầu, Tịnh Ảnh Huệ Diễn y theo nghĩa này lập nhị giáo đốn tiệm. Xem Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1, Hoa Nham Quyền Đàm quyển 4. Đốn tiệm của Thiên Thai cũng theo ý này, gọi Pháp Hoa là tiệm viên giáo, Tha Gia gọi đây là đốn tiệm theo bộ. 2. Phân đốn tiệm theo cơ nghi. Đối với căn cơ tiệm ngộ, trước hết nói tiểu thừa, sau nói đại thừa. Do tiểu khởi đại nên là tiệm giáo. Đối với căn cơ đốn ngộ nói thẳng đại thừa, không do tiểu khởi nên là đốn giáo. Viên Pháp Sư Đời Tùy theo ý nghĩa này lập đốn giáo và tiệm giáo. Xem Ngũ Giáo Chương quyển thượng thứ nhì. Thiên Thai Tông theo ý này gọi Quán Kinh là đốn giáo, vì Quán Kinh nói thẳng pháp đại thừa viên giáo cho phàm phu Di Đề Hy. 3. Phân đốn tiệm theo pháp thiên viên. Các phương tiện giáo lệch hẹp, thiên tích, dòng do là tiệm giáo, trừ viên giáo, kỳ chư các giáo đều là tiệm giáo.
các cực pháp thành Phật viên mãn ngay là đốn giáo. Thay gia gọi đây là đốn tiệm theo giáo. 4. Tứ chân đạo, tức tứ chân đế hay tứ thánh đế, là tứ đế khổ, tập, diệt và đạo. Lý này là chân chính nên gọi là chân đế, là kiến giải của thánh nên gọi là thánh đế. Kinh Niết Bàn quyển 15. Tôi cùng các vị, xưa vì không thấy tứ chân đế nên phải lưu chuyển trong biển khổ sinh tử. Nếu thấy được tứ đế, ắt dứt được sinh tử. 5. Thập thiện hạnh, không phạm vào thập ác, gọi là thập thiện. Thập ác gồm sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói thô ác, tham dục, sân khỏe và si mê. Thiên Thai nói, thập thiện có hai thứ là chỉ và hành. Chỉ tức ngưng ác trược, không não loạn theo nó nữa. Hành tức tu hành thắng đức, lợi lạc cho hết thảy. Cả hai chỉ và hành đều gọi là thiện. Thiện có nghĩa thuận lợi. Ngừng điên đảo quay về chân, tức đảo quy chân, gọi là thuận lý. Chỉ là dừng ác, không cho đảo điên nữa. Hành là quay đầu về với thắng đạo. Tiệm quy thắng đạo, nên cả hai chỉ và hành đều gọi là thiện. Có khi thêm chữ đạo là hàm ý đưa đến lạc quả. 6. Tiệm giáo, xem chú thích 3. 7. Ngũ bộ, ngũ bộ Đại Thừa Kinh do Thiên Thai Đại Sư tuyển định trong các kinh Đại Thừa, phân làm ngũ bộ gồm Hoa Nghiêm Kinh, Đại Tập Kinh, Đại Phẩm Bát Nhã Kinh, Pháp Hoa Kinh, Niết Bàn Kinh. Pháp Hoa Quyền Nghĩa ghi, cứu cánh Đại Thừa không qua các kinh Hoa Nghiêm, Đại Tập, Đại Phẩm, Pháp Hoa và Niết Bàn. 8. Bành Tế Thanh, từ năm 1740 đến năm 1996, tên thật là Thiệu Thăng, tự Dưỡng Sơ, hiệu Xích Mộc, lại còn hiệu là Tri Quy Tử và Nhị Lâm Cư Sĩ. Tế Thanh là pháp danh khi thọ Bồ Tát giới. Người huyện Trường Châu, tỉnh Giang Tô, nay là Tô Châu, trong một gia đình sĩ tộc, phụ tổ đều là khoa bảng quan thần. Tế Thanh cũng thi đỗ tiến sĩ vào năm Càn Long thứ 34 năm 1769, được bổ làm huyện quan, song từ chối không đi. Ban đầu Tế Thanh chuyên nghiên cứu minh lý học đời Tống, lại theo đạo sĩ tu luyện các thuật, 3 năm không ứng nghiệm, sau được nghe Phật pháp nơi người bạn là Tiết Gia Tam. Đến khi lên kinh ứng thí, quen biết La Hữu Cao là người say mê sách Phật, ngày đêm nghiền ngẫm, nên Tế Thanh được đọc Tử Bá Toàn Tập Minh Cao Tăng và bắt đầu quy hướng về Phật pháp, kế đọc các sách của Liên Trì, Hám Sơn và Ngẫu Ích. Sau đó phát tín tâm sâu thiết nơi pháp môn Tịnh Độ Tế Thanh, do ngưỡng mộ Liên Trì thệ nguyện giảng sanh Tịnh Độ, lấy hiệu là Tri Quy Tử. Càn Long năm 38, năm 1773, thọ Bồ Tát giới tại Hoa Tạng Am ở Tô Châu, lúc đó ông được 34 tuổi. Sau khi thọ giới, ông ăn chay sống tịnh hạnh, vợ là Phí Lan Tương cũng thọ U Bà Di giới. Hai cô con gái A Hoàng và A Oanh tụng pháp Hoa Kinh mỗi ngày, sinh hoạt gia đình đầy không khí Phật pháp. Thuở nhỏ khi học sách Nho, ngưỡng mộ tư cách Lương Khuê Cao Phàn Long, đến khi học Phật ngưỡng mộ hạnh tiêu sái của Lô Sơn Đô Di Chân. Lại do chỗ học của hai người này đều gọi là Đông Lâm, nên Tế Thanh tự đề chỗ mình ở là Nhị Lâm và lấy đó làm danh hiệu. Ông thâm tín giáo nghĩa Tịnh Độ, ngoài Liên Trì đại sư ra, ông kính ngưỡng ngài Tỉnh Nam, lại giao du luận đạo với Hồng Loa Sơn Triệt Ngộ ở Bắc Kinh, Cao Mân Tự Chiếu Minh ở Dương Châu, Thiên Mục Sơn Lữ Đình ở Triết Giang. Càn Long năm 50, năm 1785, ông tịnh cư ở Giang Tinh Cát, Tô Châu, chuyên tu nhất hạnh tam muội, nhất tâm niệm Phật. Ông lại gom góp các bản văn tự, nguyện văn, đề tựa của ông lại thành tập sách gọi là Nhất Hạnh Cư Tập. Tế Thanh thường đóng cửa niệm Phật, phát nguyện hồi hướng. Giảng Niên thường cùng dâm dị bạn đạo tịnh tu ở Hàng Châu, Gia Khánh, nguyên niên 1796, niệm Phật an tường mà mất, thọ 57 tuổi. Tế Thanh góp phần rất lớn cho Phật học thuở đó.
Ông bị ảnh hưởng mạnh mẽ nơi các kinh Hoa Nghiêm, Bát Nhã và Tứ Thập Nhị Chương. Ông xưng tán các bộ kinh này như tiếng thác chảy, như chuông ngân trong đêm vắng khiến người tỉnh thức. Tuy chuyên tu tịnh độ, song ông đọc khắp các kinh luận, từng viết các bài hậu ký của hơn 30 bộ kinh như Tứ Thập Nhị Chương, Quán Kinh, Lăng Nghiêm, Duy Ma, Hoa Nghiêm, Kim Cương, Di Giáo. Để giới thiệu hoặc trình bày chỗ kiến giải, sau khi xem kinh, ông rất chú trọng sự nghiệp phúc điền và bi điền, thường trợ giúp người bần cùng cô thế, in kinh, trai tăng, phóng sinh, bố thí. Các tác phẩm của ông để lại gồm có Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận 3 quyển, Quán Vô Lượng Thọ Kinh Ước Luận 1 quyển, A Di Đà Kinh Ước Luận 1 quyển, Nhất Thừa Quyết Nghi Luận 1 quyển, Hoa Nghiêm Kinh Niệm Phật Tam Muội Luận 1 quyển, Cư Sĩ Truyện 56 quyển, Thiện Nữ Nhân Truyện 2 quyển, Nhị Lâm Cư Tập 24 quyển, Nhất Hạnh Cư Tập 8 quyển, Nhị Lâm Sướng Hòa Thi, Quán Hạ Tập, Trắc Hải Tập, mỗi thứ 1 quyển. Ngoài ra, Tế Thanh còn trùng sang lại các bộ Tịnh Độ Tam Kinh, Tỉnh Nam Pháp Sư Ngữ Lục 3 quyển, Niệm Phật Cảnh Sách 3 quyển, Tây Phương Công Cứ 2 quyển. Ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Tỵ, 24 tháng 1 năm 1990, Liên Hạnh Tỳ Kheo Thích Thiện Huệ, Diệt Dịch và Chú Thích.